Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Cuộc bể dâu đưa người qua khúc sống sâu lụy đời, từ đại quang tiếng đàn cò hương đồng có nổi dòng hoa bay xa. Đàn kìm ông khải tôi ca, nước xa nhớ nước, nguồn xa nhớ nguồn. Vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, làng tân nhạc Việt Nam đã cất lên những khúc ca tuyệt mỹ. Ai về sông Tương, ai xuôi vạn lý, giọt mưa thu, đêm tàn bến ngự, thương hoài ngàn năm và nhiều ca khúc của các nhạc sĩ tài hoa khác nữa. Có một người đã góp công lớn để gieo duyên cho cuộc giao duyên tân cổ, không ai khác, chính là nhạc sĩ Bảy Bá, soạn giả Viễn Châu. Trên nền những ca khúc nhạc tân vừa kể trên, ông đã nối dài dòng cảm xúc để viết lời cổ nhạc, đưa bản vọng cổ tiếp tục cuộc hành trình tiếp biến từ dạ cổ Hoài Lang đến một chuyến phiêu lưu mới lạ với tân cổ giao duyên. Điều đáng nói, ngay trong thời hoàng kim, cải lương vẫn tiếp tục đi tìm những cái mới, cái lạ, cái mà xã hội đương thời đang tiếp nhận, ủng hộ, theo đuổi. Từ khóa bắt trend có lẽ không phải đến bây giờ mới có, như một trong những phẩm tính của cải lương, luôn vận động, luôn mở, tìm cách thích nghi và phát triển. Nó vừa là thang giá trị, vừa là phép thử cho người nghệ sĩ, nhà sản xuất. Sẽ không thừa khi nhắc lại bản lĩnh của soạn giả Viễn Châu khi lần đầu tiên ông viết bài tân cổ giao duyên Chàng Là Ai trên nền nhạc tân của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tiết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy thể hiện. Hãng đĩa Hồng Hoa thu âm và phát hành. Dư luận ngay lập tức phản ứng, nhiều nhà báo, nhạc sĩ nổi tiếng cho rằng soạn giả Viễn Châu đã làm hư hại bài vọng cổ, có người còn kêu gọi tẩy chay. Ông âm thầm tiếp nhận mọi lời khen chê và nhẫn nại với khát vọng sáng tạo cách tân của mình. Cuối cùng, ông đã được đền đáp. Thành công của đĩa tân cổ giao duyên Cô Hàng Chè Tươi, Chàng Là Ai vượt sự mong đợi. Đúng hơn là cải lương tiếp tục phận sự của nó, là cải cách cho tiến bộ, lương truyền cho văn minh. Bài tân cổ giao duyên được chấp nhận, được tán dương và được tôn vinh cho đến ngày nay. Với tinh thần đó, Học viện Cải Lương dành riêng một học phần mang tên Cải Lương Trendy, như một cách đón nhận, dự cảm, khám phá bằng hơi thở đương đại từ những người trẻ và vì những người trẻ. Hãy lắng nghe, hãy thấu cảm, hãy tin và hòa vào khát vọng thanh xuân của họ ở ngay chính ngôi nhà chung Học viện Cải Lương. Xin được chào đón toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đang quay trở lại với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương và đây là 17 gương mặt xuất sắc nhất đang đến với vòng đào tạo của chúng ta ngày hôm nay. Và một nhân vật không thể thiếu của chúng ta đó chính là giám khảo đào tạo ngày hôm nay với chủ đề Cải Lương Trendy. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ nghệ thuật học, cô Ba Bạch Tuyết. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu một gương mặt cũng đồng hành với chúng ta xuyên suốt với Học viện Cải Lương, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Vòng đào tạo của chúng ta sẽ thú vị hơn bao giờ hết khi các bạn được gặp gỡ với rất nhiều những nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện cùng với chúng ta. Họ sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tiễn và quá trình mà gắn bó với nghề cũng như là hoạt động nghệ thuật và kể cả những lĩnh vực của họ có liên quan đến chủ đề mà chúng ta tham gia vào các vòng đào tạo. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón những vị khách mời vô cùng đặc biệt của chúng ta đến với vòng đào tạo ngày hôm nay với chủ đề là Cải Lương Trendy. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Thanh Hiệp, diễn viên Lâm Nguyễn, ca sĩ Hồ Phi Nan, thạc sĩ MC Bảo Anh,
nhà sáng tạo nội dung TikTok creator Đức Anh, ca sĩ sao nối ngôi Hoài Anh Kiệt, ca sĩ Hồ Phi Nan thân mến. Đến với Học viện Cải Lương lần này thì không biết là Hồ Phi Nan đang có những cảm xúc như thế nào ạ? À? Trước hết thì cho con xin phép chào cô và Tiết, chào các tiền bối ở đây và chào 17 bạn học viên của chúng ta nha. Trước nhất là chào nhân tài miền Tây. Dân gian truyền tay dùng nhau trao mấy câu hò điệu lý tình ca. Quê ta xinh đẹp muôn đời, gặp ngàn đông tư nhi dâu cầu đồng dương. Chúa câu hò dòng từ xa xăm ngóng trong bấy về là về thăm quê. Đứa ở nhà thì tìm đứa xa, thơm mùi khói lắm chiều, thương nhớ nhiều thì về bên nhau. Con người dậy từ tinh mơ, sớm mơm ra đồng là đồng cây lúa, lúa được mùa bà con ấm no. Thơm mùi khói lắm chiều, thương nhớ nhiều thì về bên nhau. Và Nam chia sẻ thêm là cái duyên mà Nam đến với cô cũng là một cái tình cờ. Cô ngỏ ý là muốn hợp tác với Nam là Nam ok. Gia đình Nam là có truyền thống ca cổ, biết ca cổ chắc quá ca hay, nhưng mà Nam thì có nhiễm một chút ít từ nhỏ. Mà tất cả những gì mà nhạc mà Nam viết á là những cái gì ngoài đời không à. Và đây cũng là một cái đời của Nam. Ngay cột mốc là cô nghệ sĩ và Tiết đã cho Nam một cái trải nghiệm rất là tốt, kết hợp giữa cái hiện đại với cái cổ mà đó giờ Nam chưa từng làm luôn, chưa từng dám làm. Cô mà ngỏ ý một cái là Nam cảm nhận là nó áp lực nhiều hơn là cái sự vui mừng. Nhưng mà bản tính của Nam là thích cái áp lực, và cuối cùng cũng kết hợp lại được rồi. Nó khó đối với Nam thật sự đó, nhưng mà cô thích và Nam thích. Ý kiến cá nhân của Nam á là cái vọng cổ nó như cái ly cà phê vậy đó, còn cái nhạc là như ly sữa vậy đó. Mà nếu nói mà cải cách á là pha trộn lại, mà nếu không thử cà phê sữa thì làm sao uống được cà phê, đúng không? Dạ thôi, đôi lời chia sẻ vậy để còn mấy anh chị ở đây còn chia sẻ thêm nữa về cái vấn đề cải cách này. Và xin hết. Cảm ơn ca sĩ Hồ Phi Nan rất là nhiều. Và em thấy là chị Bảo Anh cũng muốn chia sẻ điều gì đúng không ạ? Thật sự thì khi mà ngồi kế bên Hồ Phi Nan cũng là một bạn trẻ nhạc sĩ mà Bảo Anh có theo dõi trong quá trình mà bạn phát triển. Và bực mí đó là Bảo Anh đã mượn một đoạn trong cái ca khúc vừa rồi để dàn dựng cho các bạn trẻ ở một trường học quốc tế nhảy hiện đại nhưng có kết hợp cải lương ở bên trong đó. Và tiết mục đó đã đạt được giải nhì của cuộc thi Got Talent ở ngôi trường quốc tế đó. Và khi mà cái phần nhạc cải lương vang lên và các bạn thay đổi từ những cái động tác vũ điệu của hiện đại, của hip hop, của K-pop, của rap, của tất cả mọi thứ mà các bạn chuyển thành những động tác rất mềm mại của cải lương và hình ảnh quê nhà Việt Nam hiện lên, thì những tràng vỗ tay nó còn lớn hơn như vậy nữa. Có thể thấy được rằng là bây giờ ai người ta cũng thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc, những cái động tác nó rất là đẹp luôn. Con người dậy từ tinh mơ, sớm hôm ra đồng là đồng cây lúa, lúa được mùa bà con ngắm no. Thơm mùi khói lam chiều, thương nhớ nhiều thì chia bên nhau. Và bên cạnh đó là có những cái vũ điệu là vũ điệu gặt lúa của cô ba cũng trendy thời gian gần đây, các bạn có biết không ạ? Biết thì phải làm liền. Nhân dân truyền tay về sau rao mấy câu hò điệu lý tình ca. Quê ta xinh đẹp muôn đời, gặp gần đông đưa di dâu cầu đông đưa. Cảm ơn mấy đứa con, cảm ơn tất cả, cảm ơn Bảo Anh. Tôi thì tôi tuy tắm chục nhưng mà tôi sống theo cái cách nghĩ của ông bà xưa. Cái thân hình mình thì mình đẻ ra 5 tháng dài đó thì nó sẽ già, nhưng cái thân hình mình sở dĩ mà sống được, người ta thương, người ta yêu, hoặc thì nó có hai cái sắc không tướng, đó là cái thân với cái ý. Mà cái thân với cái ý á, thì từ lúc sinh ra cho tới ngày mình chết là nó y nguyên, nó không có hình tướng, cho nên nó không bị bào mòn bởi cái xã hội, bởi rờ đụng, rồi bởi oxy này kia, nó không bị cái đó. Mà mấy đứa con, các bạn có thấy rằng cái đó nó quyết định cuộc đời mình không?
nếu như mình có một cái ý tốt, nếu như mình có một cái tâm lành, thì mình chỉ quy cái thân này làm những điều tốt. Và người ta gặp người ta nói: ủa mày làm gì mà sao tao thấy lúc này mặt mũi sáng trưng vậy kìa. Tức là tâm với ý lành và cái thân này làm việc tốt. Nhưng cũng có lúc người ta gặp mình ta nói: trời mày làm gì mặt tôi hù thấy ghê vậy trời. Thì tất cả những cái đó chúng ta không thể dối được ai. Và cái đó đó thì chúng ta không can thiệp được. Cho nên nếu như cái sắc tướng của tôi 80 mà cái thân với cái ý của tôi không có tuổi nào hết, thì lý do gì mà tôi không làm theo cái ý với cái tâm của mình? Và chính vì thế cho nên là đôi khi tôi có những cái xúc động rất là mắc cười. Thí dụ như là tôi quý nam, chỉ có cái câu thôi: bắt con nắng mà thả trên lưng. Nếu cái tâm với cái ý mà nó không trẻ, nó không yêu cuộc sống này, yêu nắng, yêu mưa, mọi thứ nó đều tiếp nhận một cách rất hồn nhiên, nó không than phiền. Và tôi chỉ cần một câu đó thôi và tôi gọi cho nam, chúng mình làm việc được với nhau. Dạ cảm ơn cô. Cũng giống như thế là ngày đầu tiên á, mà tôi cover cái Em Gái Mưa, chỉ có một câu thôi: mưa rơi để lại ngây thơ. Cho nên tôi nói với Mr. Zero cho cô xin cái câu đó. Bởi vì nếu cái câu này mà tải ra mà theo cái kiểu cổ của cải lương đó, lâu lắm mà nó lằng nhằng lắm, không ai nhớ. Và đó là tất cả những cái gì mà cái bà già 80 này thích làm. Và cảm ơn các bạn. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến toàn thể quý thầy cô cùng toàn thể tất cả các anh chị. Em là Tâm Phúc Linh. Thì em xin phép có một câu hỏi dành cho nhà báo Thanh Hiệp. Cải lương kết hợp với nhạc trẻ thì đây là một trong những xu hướng không phải mới, bởi vì những thời kỳ trước đó đã có rồi. Tuy nhiên là dạo gần đây thì nó hot lên thành một cái trendy. Thì con muốn đặt câu hỏi cho chú. Đối với chú, theo chú suy nghĩ, cái xu hướng phát triển của cải lương theo cái hướng này thì nó sẽ tồn tại những mặt hạn chế tích cực như thế nào, cũng như là thách thức ra làm sao? Con xin hỏi chú, đây là một cơ hội hay là thách thức cho nền cải lương Việt Nam? Hay quá, câu hỏi hay quá. Em xin chào chị Ba, chào anh Thanh dạ, Hải. Chào em. Chào các bạn. Tôi nãy giờ ngồi ngắm nhìn các bạn, bởi vì qua cái chương trình này thì cảm thấy rằng rất là kỳ vọng ở cái sự phát triển của cải lương. Hiếm gì mà có được 17 bạn trẻ như thế này mà dành cái tâm hồn, trái tim của mình cho sân khấu cải lương. Và cái điều đó khiến cho tôi cảm thấy rất là có nhiều cái cảm xúc trong cái buổi ghi hình hôm nay. Về câu hỏi của bạn thì tôi xin trình bày như thế này. Cải lương của chúng ta lúc nào cũng mở rộng để tiếp nhận những tinh hoa, làm đẹp, làm mới hơn. Bởi vì bản thân nó là lúc nào cũng cải cách để nó tiến bộ hơn. Do đó từ những cái thập niên trước thì các nghệ sĩ tiền bối của chúng ta cũng đã tìm ra nhiều cách để làm mới, lúc nào cũng thu hút khán giả đến với cái mới, sự mới mẻ đó. Ví dụ như chị Ba Bạch Tuyết, trước đây có những cái vở diễn mà cái vở diễn đó chỉ mặc một cái áo đầm hoặc là một cái áo bà ba, thì ngày mai lập tức ở ngoài các tiệm may hoặc là ở các chợ thì người ta đã nghĩ tới cái kiểu áo của chị Bạch Tuyết để bán cho rất nhiều người trẻ, thiếu nữ trẻ lúc đó. Họ chạy theo cái model đó để họ làm đẹp cho nhân vật cũng như làm đẹp cho bản thân mình. Thì tôi thấy rằng cái sự thanh cao của mỗi cái tâm hồn của chúng ta thông qua những cái chúng ta thể hiện trên sân khấu lúc nào cũng đem đến cho người xem cái sự chân quý. Và chúng ta luôn luôn tìm cái mới trong cái cuộc sống hàng ngày. Và điều đó thì nó qua cái sự sàng lọc. Tôi còn nhớ những thập niên 80, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi ông in những cái tuyển tập đầu tiên của ông về những cái ca khúc, thì ông có ghi hẳn hồi ở trên cái bìa rằng những cái bài hát này vui lòng không có phổ biến, chuyển thể thành tân cổ giao duyên. Chúng ta nhận thấy rằng rất khó, bởi vì những cái bài nhạc muốn đi vào cái đời sống của bài giọng cổ hoặc là gắn với sân khấu cải lương thì nó phải thích hợp. Và cái sự sáng tạo của cái người viết nữa, tôi rất là ngưỡng mộ chị Bạch Tuyết, bởi vì chị đã có rất là nhiều những cái giai đoạn chuyển tiếp những cái sự mới mẻ đó, làm cho cái bài giọng cổ lúc nào cũng mới, luôn luôn có những cái sáng tạo. Và chị nói rằng một cái người phụ nữ ở tuổi 80 không ngừng nghỉ với những cái sáng tạo của mình, thì qua cái chương trình này tôi mong muốn rằng cái năng lượng tích cực đó sẽ được các bạn tiếp thu để chúng ta giữ gìn và phát huy. Thì cái mặt hạn chế khi mà chúng ta chọn không khéo hoặc là không có cái sự đầu tư chín mùi để đủ sức cho cái người nghe, người ta cảm thấy đây là một cái trend họ trân quý, thì họ không đi vào đời sống được.
xin tiếp theo lời của nhà báo Thanh Hiệp. Tức là lúc cô đi làm luận án tiến sĩ ở bên Anh á, thì cô có biết cái chuyện này. Người Anh xem Shakespeare như là vĩ nhân. Shakespeare là mấy đứa con biết rồi, tác giả là Romeo Juliet này nọ đó, Hamlet rồi rất là nhiều. Thì bên Anh á, được quyền sử dụng kịch bản của Shakespeare theo ý mình, với điều kiện phải học xong cái khóa Shakespeare. Nhưng nếu chưa từng học Shakespeare thì không được quyền đụng tới tác phẩm đó. Tức là cái quy tắc, một cái tác phẩm, một người nghệ sĩ sáng tạo, mấy đứa con muốn cái gì thì mình hiểu cực rõ, sau đó mình làm cẩn trọng thì người ta còn quý mến mình hơn nữa, chứ có ai cấm cản gì đâu. Cảm ơn những chia sẻ của cô Ba Bạch Tuyết và nhà báo Thanh Hiệp rất là nhiều. Và các bạn cũng có thể biết được là nhà báo Thanh Hiệp là một ký giả đã hoạt động ở trong lĩnh vực sân khấu và văn nghệ tính đến nay là đã gần 40 năm. Và hơn nữa thì nhà báo Thanh Hiệp của chúng ta cũng có chuyên môn là một đạo diễn sân khấu nữa. Nên là với góc nhìn chuyên môn của nhà báo Thanh Hiệp thì rất hy vọng rằng các bạn cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn nữa để tương tác với nhà báo Thanh Hiệp. Cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp rất là nhiều. Và có mặt ở trong lớp đào tạo ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề là cải lương trendy thì cũng có một gương mặt, một diễn viên trẻ, Lâm Nguyễn. Anh thường xuyên biến hóa với rất là nhiều những vai diễn khác nhau. Và đặc biệt đây cũng là một trong những điều mà các nghệ sĩ cải lương cũng cần phải trau dồi, đó là kỹ năng diễn xuất. Thì không biết là Lâm Nguyễn có điều gì muốn chia sẻ với top 17 thí sinh của chúng ta không ạ? Lời đầu tiên cho con xin được phép chào cô, xin được phép chào tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Thật ra nãy giờ là mọi người nói rất là nhiều và trong đầu của Lâm á cũng đã soạn sẵn rất là nhiều thứ để nói mà cô không thấy rồi cô biết nói cái gì hết. Thiệt sự hôm nay tới đây vui vẻ là chính. vui vẻ mọi người vui vẻ. Thật ra có một thứ mà Lâm nghĩ là Lâm cần chia sẻ ngay, đó chính là cái thứ mà Lâm học được cô Bạch Tuyết, đó chính là sự tròn vành rõ chữ. Và cái thứ hai cô Bạch Tuyết có dạy Lâm một cái thứ mà Lâm nghĩ là mọi người sẽ áp dụng được trong đời sống của mình, đó chính là mình cứ hồn nhiên là đời mình cứ bình minh thôi cô hả. Đó. Bởi vì cô cho Lâm một cái động lực là mình cứ làm nghề một cách hồn nhiên nhất, mình cứ làm nghề một cách là chính mình nhất, và mình cứ trải nghiệm rất nhiều thứ trong cuộc sống này, từ hỉ nộ ái ố, từ rất nhiều thứ trong cuộc sống, mình cứ va chạm càng nhiều thì mình sẽ có nhiều chất liệu cho cái vai diễn của mình. Có thể là Lâm cũng xin lỗi là tại vì 16 bạn thí sinh còn lại Lâm chưa có bao giờ gặp, nhưng ở trong đây có một người là đồng nghiệp của Lâm, đó là diễn viên ca sĩ Tú Tri, là người đã đồng hành với Lâm trong những cuộc thi và cũng là trong những quá trình đi diễn với nhau. Thì chắc là ở đây Lâm cũng xin chia sẻ một chút xíu là tại Lâm cũng chỉ quay trở lại với ngành sân khấu từ 2019 thôi. Sau đó là thời điểm nó không may mắn là thời điểm dịch. Lúc đó anh Hiệp cũng là người chứng kiến cái sự hoạt động trên sân khấu của Lâm ở hiểm đó, với cái vở là Tía ơi con lấy chồng ở sân kịch 5B, rồi sau đó là vở Bồ Công Anh, rồi Mắt cái gì cười, và với nhiều vở kịch khác. Rồi sau đó Lâm có cơ hội bén duyên với sân khấu kịch thế giới trẻ. Thì cái vở đầu tiên Lâm diễn ở đó là Hồn Ma Cô Đào Hát. Cái lúc mà Lâm về sân khấu để đảm nhận cái vai đầu nhì đó, bởi vì cái ekip cũ á, của cái vở đó đã làm rất là tốt và cái vở đó rất là nổi trong cái giới trẻ, thì mình về nó thứ nhất là Lâm rất là đắn đo, bởi vì mình sẽ không biết làm sao. Và nếu như bây giờ diễn lại đúng như rập khuôn như là những bạn diễn viên cũ diễn thì nó không phải là Lâm Nguyễn, và mình cũng khó để mình ghi dấu ấn của mình trong lòng của khán giả vào vai đó. Thì bắt đầu Lâm mới ngồi lại bình tĩnh để thứ nhất mình phải xem được là cái hoàn cảnh quy định của nhân vật đó như thế nào, cái tính cách nhân vật đó của cái vai đó ra làm sao, nó có cho phép mình được hài hay không hài, nó có cho phép mình được nói những cái thứ nằm ngoài xã hội hay không. Bởi vì đó sẽ là một cái dữ liệu để Lâm có thể đem vào cái vai diễn đó. Thì từ từ mình mới hình thành ra tính cách. Rồi sau đó Lâm xem những cái video về cải lương của các cô chú hồi xưa, về những cái vai đào hát thì đào lẳng diễn sao, rồi đào hài diễn sao. Rồi giống như Lâm đi là một cô đào chính, với cái vai của Lâm là một người rất là giàu có, Lâm rất là hống hách và Lâm chỉ là độc tôn một mình Lâm trong cái đoàn hát đó thôi. Và mình phải diễn làm sao cho nó không bị quá lố, bởi vì ở trong xã hội bây giờ một diễn viên nam mà đi đóng một vai nữ nó sẽ là hai ý kiến trái chiều. Giống như mình cũng sẽ hiểu làm sao để mình vừa tiếp cận được với lại thế hệ các cô chú lớn, và làm sao mình vừa phải tiệm cận với lại thế hệ trẻ, nó phải có sự giao thoa với nhau. Mình sẽ không đi qua, giống như mình đứng ở vòng tròn rồi nè, thì mình sẽ không bị phạm ra khỏi cái vòng tròn đó, để người ta không nói mình là diễn bị over, diễn bị quá lố.
mà diễn làm xong phải hài, phải duyên dáng. Bây giờ thử một đoạn đứng ra diễn xuất bộ đào coi. Dạ. Em ở đó thì nó không có bộ đào. Thì có một cái đoạn là sau khi mà em phát hiện được cô đào nhì đang tằng tiểu với lại anh Kép, tại vì em với anh Kép rất là thương nhau. Đó, thì lúc đó là má bầu á, má bầu mới ra, má bầu mới phát hiện được là nãy giờ mọi sự cái gây lộn ba đứa ở đây. Thì lúc đó em rất là tức, em rất là khó chịu. Thì em sẽ diễn là một cái đoạn, chứ là cái cảnh mà cái đoạn này là đoạn cao trào nhất của vở kịch. Chắc là em nhờ ai ta, chắc nhờ Tú Chi đi, mà Tú Chi ở đây để làm bà bầu đi, để tụi Tú Chi tương tác với nhau nhé. Anh Linh Vũ, anh Linh Vũ, má thôi mà con, trời đất ơi. Thôi sao má đi đâu mà má ra đây má nghe hết trơn vậy hả? Má đứng đây má nghe hết rồi hả? Má thấy không, má thấy nó bồi trò trách cháu như mặt đúng không? Rồi rồi má biết rồi, má hiểu, má hiểu hết á. Nhưng má mà hiểu cái gì? Nghe lời má, bỏ qua đi con. Sao mà bỏ được, nó cướp anh Linh Vũ của con kìa. Con biết rồi đó, bây giờ á con á là đào chính của cái đoàn này, con sợ cái gì đúng không? Chỉ cần con nghe lời má thôi, con sẽ nổi tiếng, nổi tiếng hơn như vậy nữa. Mà nói cái gì, con là cái gì trong đoàn này? Con là đào chính. Con muốn cái gì má cũng chịu. Đúng rồi. Vậy thì má đuổi con đó đi. Ủa, sao tự nhiên bắt má đuổi nó đi? Nó cướp anh Linh Vũ của con, má không thấy hả? Trời ơi, nhưng mà nó đâu có liên quan đến chuyện mà má phải đuổi nó. Con không cần biết. Ngày nào mà cái con đó còn nằm ở trong cái đoàn này, chọc tức con, con thề với má, con là sao cho chết. Tụi con học cái tinh thần bình thường nói chuyện, nhưng bước lên sân khấu là khác hẳn liền. Và cô cần tất cả, nếu tụi con muốn trở thành diễn viên thì cái chuyện đó càng cực nhanh, chừng nào càng tốt chừng đấy. Mình học cái kinh nghiệm đó con nha. Và quý vị thân mến, trong lớp học vô cùng đáng yêu của chúng ta ngày hôm nay cũng có một gương mặt bạn trẻ cũng đáng yêu không kém, đó chính là nhà sáng tạo nội dung TikTok creator Đức Anh. Đức Anh được biết đến với một chàng trai có những series rất là sáng tạo và thu hút hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt view trên tất cả các nền tảng. Thì Đức Anh có những bí kíp gì để có thể giúp cho các thí sinh sẽ có những cơ hội sáng tạo ra được những video triệu view như vậy không ạ? Cảm ơn thầy Bell đã coi em là bạn trẻ. Tại vì hôm nay em nghe là mọi người không có dùng mạng xã hội nhiều. Trời ơi, tại sao mà những người tài năng như thế này, những người trẻ như thế này lại không dùng mạng xã hội nhiều để lan tỏa những cái tài năng của mình đến tất cả mọi người? Em không thể nào em tìm được những cái câu vọng cổ hay như thế ở trên TikTok. Và em muốn mọi người phải là những người mang lại những cái câu vọng cổ hay như vậy để em lướt thấy hàng ngày ở trên TikTok cũng như tất cả các nền tảng mạng xã hội. Và em sẽ là một khán giả sẽ thả tim tất cả những video đấy cho mọi người, em hứa. Nên là em mong rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì mọi người sẽ biến tất cả mọi nơi mọi người đi đến thành một cái sân khấu của riêng mình. Nên anh mong rằng sẽ nghe được những cái câu hò, câu cải lương, câu vọng cổ của mọi người ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ khung hình nào và đã đến mọi người. Vì anh nghĩ rằng mạng xã hội ngày nay là một thứ mà thay đổi cuộc đời tất cả mọi người. Và Tư Anh cũng là một trong những người đã thay đổi cuộc đời nhờ mạng xã hội. Và con rất là vinh dự khi mà con được đồng hành cùng cô Bạch Tuyết trong một cái giai đoạn chuyển mình của cô lên trên mạng xã hội để tiếp cận công chúng cũng như khán giả được gần hơn. Và rõ ràng cô Bạch Tuyết thấy đúng không ạ, là mạng xã hội đã mang cải lương đến mọi người gần hơn và nhanh hơn như những gì mà chúng ta mong đợi. Mọi người cứ nghĩ rằng Đức Anh không biết cải lương là gì. Dạ. Nhưng mà riêng cô không nghĩ như thế. Có nhiều người họ rất là chủ quan. Họ nghĩ rằng những người không hoạt động cải lương thì nghĩa là không biết gì tới cải lương. Nhưng mà chúng ta lầm rồi. Là vì cải lương là tiếng nói của người Việt Nam, là họ sự sang xê cống, là sắc quyền hỏi ngã nặng. Và cải lương xuất phát từ những cái dấu đó. Thì vì sao mà dám nghĩ rằng những người không học cải lương, không nghe cải lương, không biết gì về cải lương, tại sao mình chủ quan như thế? Mà tôi muốn nói lại là cái điều đó nó không phải đúng như vậy. Và chúng ta không nên võ đoán bất cả những cái việc gì mà chúng ta không có khả năng hiểu. Cho nên là những ai chưa có một cái điều kiện có những thông tin đó thì xin đừng nghĩ cải lương như cái cách cũ. Và cô tin rằng thế hệ thí sinh của tụi con học hát cải lương, tụi con sẽ là những nhân chứng sống cho một cái thời kỳ cải lương nối liền giữa hôm qua
và ngày mai. Và cảm ơn các bạn. Mới đây thì con có lướt ở trên mạng xã hội và con đã thấy được những video như Quách Phú Thành cũng như là Tú Chi hát cải lương ở trên showbiz. Và từ một cái trang rất là mới, Học viện Cải lương, và đã được hàng triệu người coi chỉ trong vòng có 1-2 ngày thôi. Và con cảm thấy wow, hóa ra là không phải là người ta không có coi mà người ta không có cái để coi. Và con cũng mong rằng là không chỉ riêng trên sân khấu ở trên showbiz, con rất là mong một ngày nào đó con được coi một cô nhân viên bán hàng, vừa đứng bán hàng vừa ca cải lương, một người Việt trẻ qua nước ngoài, đứng ở một cái nơi nào đấy ở nước ngoài và ca một câu cải lương lên. Yeah. Và những video đấy chắc chắn nó sẽ lan tỏa đến mọi người và chạm đến trái tim yeah. của rất nhiều người. Cảm ơn những chia sẻ của Đức Anh rất là nhiều. Và chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một chàng ca sĩ rất là đa tài của chúng ta, còn cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có một cái nôi nghệ thuật. Đó là ca sĩ Sao Nối Ngôi, Hoài Anh Kiệt. Trước nhất là hỏi con nè, tức là sinh ra bởi hai nhân vật cải lương xuất sắc, lý do gì con hát nhạc trẻ? Để trả lời cho câu hỏi của cô thì có một bí mật nho nhỏ. Ba mẹ của Hoàng Anh Kiệt là nam nghệ sĩ Hoài Thanh và nữ sĩ Đỗ Quyên. Ngoài ca cổ, ba mẹ rất thích nghe nhạc trẻ. Từ xưa ba mẹ còn đã nghe các thể loại như rock, có dẫn đi coi ca nhạc từ nhỏ rồi. Cho nên là bên ngoài ca cổ ba mẹ hát sân khấu là hát cổ ra, thì ba mẹ cũng có nghe nhạc trẻ. Và Hoàng Anh Kiệt đã nghe nhạc trẻ từ nhỏ luôn. Có những lúc mà ba mẹ mà ca cổ á, thì tự nhiên trong đầu của Hoàng Kiệt là tự nhảy có chút gì đó nhạc trẻ trong đó. Cho nên là có những cái gọi là bất ngờ sáng tạo, nó chỉ nảy ra trong cái một tích tắc, một giây thôi, nhưng mà nó cũng sẽ là những cái mầm mống, những cái gọi là cái gợi ý nhỏ để mà mình phát triển ra được một sự kết hợp giữa nhạc và ca cổ. Mời Hoàng Anh Kiệt hãy gửi đến một phần quà cho tất cả chúng ta ngay bây giờ được không ạ? Bây giờ cho phép Hoàng Anh Kiệt chia sẻ gọi là kinh nghiệm của con. Khi mà con là hát nhạc trẻ, nhưng mà khi mà ví dụ mà có một cơ hội, cái dịp con là con thi thố hoặc là con trình diễn một cải lương, thì đưa một cái bài tuồng ra, thì con nhìn vô là con thấy là có ca cổ, rồi ca bài bản và thoại. Thì những phần đó thì anh thấy là anh cố gắng học, nhưng mà anh lại thiếu một cái là cái của anh là Hoài là Anh Kiệt, đó chính là phần ca nhạc. Thì anh đã có một gọi là sự biến chuyển. Mình thử mình lấy cái đoạn thoại đó ra, mình chuyển thành ca, ca nhạc kia của mình, biết đâu nó lại hợp với mình. Thì ví dụ câu đó là một câu ngắn trong Rạng Ngọc Công Sơn. Trong đó là: lắng nghe hồn thiên đất Việt, lắng nghe lời gọi non sông. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ thay vì anh thoại, anh như là một người thoại ra, thì anh sẽ đổi qua thành hát. Chú lên coi dây pha thấy không? Lắng nghe hồn thiên đất Việt, lắng nghe lời gọi non sông, vang sang ngày nào của thiên ai. Xứng danh con cháu tiên rồng, tiếng thơm ngàn đời mãi sau. Một gia cùng ta hướng theo lòng trời. Nhưng mà khi mà con ca câu đó xong, con thấy vẫn chưa đủ. Tại sao? Tại vì đây là một tuần cải lương, phải có cải lương trong đó. Thì con sau khi mà ca câu đó xong thì con mới bắt vô luôn. Ta, lòng ta quyết thuận ý trời, nghĩa nhân đánh thắng bao tàn. Ba Bạch Tuyết thân mến, ngày hôm nay thì chủ đề của buổi đào tạo của chúng ta là cải lương trendy. Thì không biết là qua chủ đề này, cô Ba có điều gì muốn chia sẻ với các bạn trẻ, cũng như là cái cách nào mà các bạn có thể tiếp cận giữa cải lương với lại những xu hướng mà đang diễn ra ở thời điểm hiện tại để giúp cho tác phẩm được đón nhận nhiều hơn, giống như là những sản phẩm mà cô Ba Bạch Tuyết cũng đã thực hiện trong thời gian gần đây. Thật ra hồi nãy là Lâm nói rồi đó, tức là em hồn nhiên thì em sẽ bình minh. Cái thế giới này đã càng toan tính thì càng sẽ thiệt thòi thôi.
ở trong hoàn cảnh nào đó thì cái gì xuất hiện á thì mình làm cái điều đó, miễn mình biết chắc rằng cái điều này nó làm cho mình vui trước nhất. Bởi vì khi mình vui đó là người khác sẽ vui. Thí dụ như sáng ra mình rửa mặt đàng hoàng tử tế, mình ra ngoài ngõ, mình gặp cái chị Tám ở trong xóm, chào chị, khỏe không chị, thì người ta sẽ nói chuyện với mấy con sao? Ồ khỏe ghê á, trời em thấy thương quá à, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mặt mũi rồi đàng hoàng tử tế, mình ra mình gặp bà Tám, mình đi ngang luôn thì sao? Người ta không biết hoàn cảnh mình, nhưng cái bà đó bà nói trời ơi con bà Tuyết vô duyên ghê, sáng ra gặp mặt mày chùa ngủ thấy gớm, nguyên ngày nãy chắc tao xui rồi. Cho nên vui hay buồn, thành công hay thất bại, được hay không được thì các bạn nên nhớ rằng tự nơi mình mà ra, đừng có đổi thừa ai hết á. Tôi nói thí dụ như là lúc tôi đi làm luận án tiến sĩ bên Anh á, trời đất ơi, mình đâu phải sinh ra để nói tiếng Anh, mà ở xứ người ta không nói thì người ta không dạy mình. Cho nên phải gắn hết sức bình sinh để nói, mà nó mỏi cái cần cổ, mỏi miệng, mỏi cái tất cả đều mỏi hết á. Và nó bị stress. Có một hôm đó tôi bị nhức đầu, mà nhức đầu cả 6 tháng trời không biết lý do gì. Mà mở bài ra viết á, muốn viết một câu dòng cổ không ra. Các bạn à, chứ đừng có tưởng là mình muốn mình viết được rồi mình ở đâu mình cũng làm được. Không có. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ nó phải kết hợp lại với nhau. Giống như mấy ông thầy thuốc Bắc nói là mùa xuân thì ăn cái gì khỏe, mùa đông uống cái gì thì khỏe. Nếu mình không làm được cái đó thì mình được thôi, chứ mình không có thể khỏe được. Và những ngày tháng mình nói, tôi nói tôi đâu có bị bệnh gì mà tôi thiền, mà tôi làm sao mà tôi nhức đầu như kỳ cục, như quái đản vậy nè trời. Dở tập ra viết thì là nhạc, 60 bài nhạc trong vòng 4 năm ở London, vừa đi vừa về Đông Âu, Tây Âu, London với Bulgaria, tại tôi làm luận án tiến sĩ ở hai bên lần. Thì lúc đó là 60 bài nhạc đó đem về đó, ra cái tập nhạc, Hiệp nhớ không? Bay qua đỉnh mặt trời. Hãy nói với nhau về một thế giới không hận thù, hãy nói với nhau về một thế giới không chiến tranh, hãy đến với nhau bằng những tiếng nói cảm thông, và hãy cho nhau rung động từ con tim. Hãy lắng nghe tiếng nói trong từng buổi sáng mùa xuân, hãy nhìn mắt trẻ thơ khi tiếng ve kêu mùa hạ, hãy giữ gìn thế giới cho chiều cuộc sống bình yên. Muốn gió tan bóng tối, hãy nhóm cho nhau nương. Thì tôi biết cái bài đó, tôi tập cho cả cái viện hàn lâm ca. Thì bỗng nhiên cái mình hết nhức đầu, cho nên nó có một cái chỗ để khí thoát ra, và đó là âm nhạc và đó là nghệ thuật. Giống như anh Thanh Hiệp hồi nãy nói, giống như Lâm nói, giống như Finan nói, đừng tưởng rằng mình chỉ hát không mà thôi, mà mình nên hát cho mình sướng trước nhất. Và các bạn nên nhớ rằng cái nhân loại này đó, nó có những cái nó xưa nó cũ, nhưng nó có những cái quy luật không bao giờ cũ. Yêu đương không cũ, giận hờn không cũ, tức không cũ, tuổi thân tuổi phận không cũ, và hát không cũ. Tất cả những cái đó các bạn hãy tập trung lại để tự nâng mình lên trong mỗi giờ mỗi khắc, thì tế bào của các bạn đó nó sẽ chuyển đổi mà nó không bị lỗi. Và cái hát này trước nhất là cứu mình. Khi nào các bạn làm được như vậy thì các bạn không sợ nó trend thì nó không trend, là vì người ta cũng muốn như mình. Người ta thức dậy thì người ta muốn gì? Có gì ăn ngon. Người ta đi làm thì người ta muốn gì? Lương cao. Rồi người ta yêu nhau thì người ta muốn gì? Chung thủy. Nhưng tất cả những cái việc đó không thể có trong cùng một thứ, trong cùng một lượt với tất cả mọi người. Như vậy nếu chưa có, đừng buồn. Nếu không có, đừng tủi thân. Và hãy cứ mỗi ngày với tất cả những cái gì mình thức dậy mình có, thì cái đó là một cái nghệ thuật chân chính nhất. Các bạn không muốn trend, nó cũng sẽ trend. Cảm ơn những chia sẻ của cô Ba Bạch Tuyết và ca sĩ Hồ Phi Nam thân mến. Cũng là một ca sĩ được đón nhận với rất là nhiều bản hit triệu view, và thậm chí là gần 200 triệu view với Rồi Tới Luôn. Cũng rất là hiếm mới có dịp được gặp Hồ Phi Nam trong một lớp học đặc biệt như vậy ạ. Dạ, em tên là Viện Thuy. Tất cả các bạn thí sinh cũng đã từng nghe anh hát rất là nhiều lần rồi, những cái bài hit của anh. Cho nên là nghe anh hát nhiều rồi, bây giờ tụi em muốn cùng hát với anh. Có được không ạ? Một tác phẩm của Nam, Rồi Tới Luôn, được
hợp xướng bởi nhóm nhóm học viện cải lương. Ok, học viện cải lương xin được phép bắt đầu. Ngày mình bên nhau dây ta hùng lại nói thành đôi, anh thiếu em như đang lục tìm bất cứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều, đời không đáng đôi em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây ta hùng lại nói thành đôi, anh thấy vui đó khi ai gia đình mình nghĩa tình. Tin tôn cho gần cuộc đời đâu xa thế, trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau. Ngày năm qua nhợt nhạt đôi môi, vì làm màu tình lên ngôi. Vì mình thương nhau nên dây ta hồng lại nói thành đôi, anh thấy vui đó khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tin tôn cho gần cuộc đời đâu xa thế, trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Học viện Cải Lương, cảm ơn cô Ba cũng như tất cả mọi người ở đây. Xin được cảm ơn công ký của cô tuyệt vời vừa rồi đến từ ca sĩ Hồ Phi Nan cùng với top 17 thí sinh Học viện Cải Lương của chúng ta. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện của tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến và chia sẻ cho tất cả những thí sinh của chúng ta. Và nhân đây, nhà tài trợ của chúng ta sẽ có những phần quà dành tặng cho những vị khách mời. Xin được mời những phần quà của nhà tài trợ. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay. Và mến chúc cho tất cả các bạn thí sinh sẽ thật sự tỏa sáng trong những vòng thi sắp tới tại Học viện Cải Lương. Những chia sẻ đầy cảm hứng đã khơi gợi cho các thí sinh hiểu thêm về cách tiếp cận cũng như cách ca diễn hòa nhập được với trào lưu của thế hệ trẻ. Tuy vậy, chặng đường tại Học viện Cải Lương chỉ mới bắt đầu. Những vở diễn được soạn riêng dành cho các thí sinh thử sức và thể hiện năng lực của mình. Bây giờ khoan à, nó phải lên kịch tính chứ còn nếu không là nghe coi nó lãng dữ lắm. Thì cái show cuối cùng đó là con mới show nó được đi ra ngoài. Thì con nhảy lên nó thì người ta nói mày rồi. Khốn hồn thì giải thoát cho nhau đi nha. Thì cái kịch tính phải lên từ từ chứ còn nếu không coi kỳ lắm. Cái vai diễn này khá là giống với cuộc đời của Tri, có một sự tình cờ hay là cố ý Tri cũng không biết, nhưng mà Tri rất là thích cái vai diễn này bởi vì nó bộc lộ được rất là nhiều sự việc trong xã hội hiện đại. Khi mà được giao vai thì Tri về và Tri ngâm cứu là thì mình phải đi từng quá trình của nhân vật và mình phân tích, còn phải suy nghĩ coi là ở câu thoại đó cô ấy đi hướng nào, cô ấy sẽ khóc, cô ấy sẽ cười hay cô ấy sẽ như thế nào. Và khi mình lên sàn tập thì nó sẽ khác và các thầy cô sẽ chỉ dẫn cho mình chi tiết hơn, rõ ràng hơn, cặn kẽ hơn về tâm lý nhân vật, về câu nói, câu thoại. Cái câu đó là con phải ca đàng hoàng chứ con không có hứa cái đó. Nhìn con dấu của bà chẳng ra chi, để cho khán giả người ta biết cái câu đó. Những giờ luyện tập căng thẳng, những kỹ năng được truyền dạy. Mày trả lại tao. Trời ơi, cố ra cố chạy mà mình sợ mọi người, mình thoát tim luôn, ngồi đó mà cứ nhìn vậy nè. Trời ơi, lúc đó thiệt là Tri rất là yếu tim mà phải công nhận là cái niềm yêu nghề cũng như là cái sự mà truyền lửa của cô á nó mạnh cực kỳ luôn. Liệu thử thách trích đoạn trong đêm biểu diễn thứ hai của Học viện Cải Lương sẽ diễn ra như thế nào? Cây lúa xanh đã trổ bông chưa nè, con miếng đất trắng bao năm chưa ai trồng, cho anh đưa rẫy khoai sang được không? Ơi tía má à, con mê em quá, dân miền Tây ta xưa đến nay nặng tình. Tôi bên bồi nè, còn em bên lơ. Bên bờ sông có nghe tôi hát cái gì không? Ở bên bờ sông có thấy một chàng thơ. Ở bên bờ sông có một người thầm nhớ em. Ở bên bờ sông anh vẫn ngóng trông đợi chờ. Ở bên bờ sông sao cô cứ mãi làm ngờ. Lấy chiếc thuyền đó
nên duyên nên nợ gắm qua. Sống sâu là sâu nhưng cũng chẳng sâu bằng mình. Bao lâu cùng yêu, bao lâu cùng ở bên nhau. Về mấy nhỏ nói anh ca thiệt hay, nhưng mà xài tiếng lóng vì anh đích thật là trai miền Tây. Trai Tây kỳ chính cống. Mà khờ em khen qua khá thì khi gặp được em là si tình, lấy camera để ghi hình. Nhưng em lại nói là xin tiền si tình. Dân miền Tây ta xưa đến nay nặng tình. Tôi bên bồi, còn em bên lá. Ở bên bờ sông nghe tôi đang hát cái gì hồ. Ở bên bờ sông có thấy một chàng khờ. Ở bên bờ sông có một người thầm nhớ em. Ở bên bờ sông anh vẫn ngóng trông đợi chờ. Ở bên bờ sông sao cô cứ mãi làm ngờ. Lấy chiếc thuyền đang anh khơi sang thuyền tình. Kết cho mình nên duyên nên nợ gắm qua. Sống sâu là sâu nhưng cũng chẳng sâu bằng mình. Bao lâu cùng yêu, bao lâu cùng ở bên nhau. Bà Hò ơi, con nước giữa dòng, em chờ con lấy chồng anh sầu anh mong. Mà cầu cho duyên cứng đá mềm, em đừng ở bên thèm nhớ ngó về bên anh. Vì ở bên này sông vẫn có một chàng khờ. Ở bên này sông có một người thầm nhớ em. Ở bên này sông anh vẫn ngóng trông đợi chờ. Mà ở bên bờ sông sao cô cứ mãi làm ngơ. Để chiếc thuyền đang ăn kết sang thuyền tình. Kết cho mình anh duyên anh nợ lắm. Quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương. Quý vị thân mến, Học viện Cải Lương là chương trình do Thiên Lộc Entertainment and Media thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ vàng, thương hiệu dầu gội Fresh, tóc khỏe mượt từ thiên nhiên và nhà tài trợ bạc Dragon Capital, cùng với đơn vị độc quyền phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc VN. Học viện Cải Lương được phát sóng vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Today TV và UTV, 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Và quý vị thân mến, chủ đề của đêm trình diễn thứ hai tại vòng đào tạo của chúng ta ngày hôm nay là Cải Lương Trendy. Và ngay sau đây, một thành phần không thể thiếu trong tất cả các đêm diễn của Học viện Cải Lương, đó chính là ban giám khảo đáng kính của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ nghệ thuật học Bạch Tuyết, danh ca Châu Thanh, Quái Kiệt Thanh Hằng. Xin được trân trọng giới thiệu cố vấn âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Cùng gian đơn Thanh Hải là những người không thể thiếu để đồng hành và chấp cánh cho những phần trình diễn tỏa sáng của các thí sinh tại Học viện Cải Lương. Đến với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương thì ở mỗi tập chúng ta sẽ được gặp gỡ với một vị khách mời đặc biệt. Và với chủ đề Cải Lương Trendy ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chào đón sứ giả văn hóa, ca sĩ Phương Mỹ Chi. Rất xin chào ba cô chú ạ. Hôm nay Phương Mỹ Chi rất là vui khi được tham gia chương trình Học viện Cải Lương cũng như là được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả của chương trình. Chắc chắn là mỗi lần mà Phương Mỹ Chi xuất hiện thì đều mang đến những niềm vui cũng như là những món quà bất ngờ dành cho quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay, nhân dịp mà Phương Mỹ Chi đến với Học viện Cải Lương thì không biết là
Phương Mỹ Chi có chuẩn bị một món quà nào không ta? Bây giờ em đang phân vân đây, em có nhiều món quà quá. Một là em sẽ hát ca khúc được rất là nhiều khán giả yêu mến, đó là bài Bóng Phù Hoa, hoặc là em sẽ tặng một câu giọng cổ đi. Không biết là ba vị ban giám khảo muốn con tặng món quà nào ạ? Nếu như mà tặng cả hai được không con? Dạ được luôn. Đó, cô ba đúng ý con. Vậy thì bây giờ em sẽ hát bài Bóng Phù Hoa trước nha. Phù hoa một kiếp trong trồng, chàng mang nặng chi tang mộng. Ngàn đêm gối chân, lạnh lùng đợi mong. Wow, cô ba ơi và quý vị ban giám khảo ơi, bật mí một chút là ca khúc Bóng Phù Hoa vừa rồi cũng là một trong những sáng tác của Phương Mỹ Chi, và năm vừa qua là cũng đại náo tất cả các bảng xếp hạng luôn, leo lên top trending của cả làng Sóng Xanh và rất là nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín khác. Dạ. Còn món quà thứ hai là gì ta? Dạ, món quà thứ hai là một câu cải lương trong bài Chiếc Lược Ngà, cũng là nằm trong album Vũ Trụ Cò Bay mà cô Bạch Tuyết đã được là một trong những người đầu tiên được nghe. Thời gian như cánh nến dục bay giữa bầu trời xanh thẳm, nơi chiến tuyến xa xôi nắng mưa sương gió đã làm cho tấm thân cha khô ráp cháy sần. Quá tuyệt vời. Dạ, giỏi quá. Em hơi ít lắm. Giỏi quá con. Dạ. Con cảm ơn cô. Thật ra cái câu đó là chú Kim Tử Long hát. Em xuống không có ngọt bằng chú nên em bị đứt hơi. Nhưng mà vẫn rất là ngọt rồi Phương Mỹ Chi ơi. Và hai món quà đầu tiên mà Phương Mỹ Chi vừa mới mang đến cho chúng ta cũng đã chắc chắn phần nào làm cho quý vị khán giả rất vui và hào hứng rồi đúng không ạ? Và sự hiện diện của sứ giả văn hóa Phương Mỹ Chi ngày hôm nay sẽ mang đến rất là nhiều những điều bất ngờ thú vị tiếp theo. Và xin được mời sứ giả văn hóa Phương Mỹ Chi sẽ đến vị trí của mình để có thể bắt đầu chính thức với đêm trình diễn thứ hai của vòng đào tạo. Và quý vị thân mến, ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã được thưởng thức tiết mục Ở Bên Bờ Sông. Và bật mí với quý vị, tiết mục này cũng là một sáng tác vô cùng mới của ca sĩ, nhạc sĩ, danh ca. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón danh ca ngay tại sân khấu của vòng đào tạo Học viện Cải Lương. Xin được đón chào ca sĩ, nhạc sĩ, danh ca ạ. Dạ, và lần đầu tiên thì cho phép danh ca được gửi lời chào đến cô Bạch Tuyết, chú Châu Thanh, cô Thanh Hằng và Phương Mỹ Chi cũng như là anh Beo. Thực ra thì khi mà nãy đứng ở dưới cánh gà thì bỗng nhiên em có một cái cảm xúc rất là tự hào. Tại vì tự hào vì Việt Nam có cải lương, và đặc biệt hơn nữa là có những người đã lưu giữ, nối tiếp và phát triển cải lương đến ngày hôm nay. Đó là một điều mà rất là biết ơn. Đó là một cái môn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam. Thứ hai là cảm thấy mình tự hào vì được góp một phần nhỏ cùng cô Bạch Tuyết cũng như là ekip chương trình ạ. Cảm ơn danh ca rất là nhiều. Và xin được cảm ơn món quà của danh ca là tác phẩm Ở Bên Bờ Sông đã dành tặng cho Học viện Cải Lương, để các bạn có được một phần trình diễn với rất là nhiều những năng lượng tích cực ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì nhà tài trợ vàng của chúng ta là thương hiệu dầu gội Fresh sẽ có một phần quà để cảm ơn danh ca. Thực ra thì khi thực hiện cái bài này trong thời gian 5 ngày chưa bao giờ mình làm cái điều đó cả, và thực sự không biết là có làm được hay không. Nhưng mà tại vì cảm thấy cái chương trình này nó ý nghĩa và nó tuyệt vời quá, nên bây giờ liều mình là nhận đại luôn, thử xem bản thân mình có vượt qua được cái ngưỡng đó hay không. Thì không biết là một cái động lực nào, có lẽ là đã từ cô Bạch Tuyết và các anh chị đi trước. Bỗng dưng thì cảm hứng nó tuôn trào ra anh. Xong rồi làm bụp làm xong, ủa là mình làm được luôn rồi đó hả? Rất là tuyệt vời. Thật là cuối cùng xin cảm ơn cô cũng như là cảm ơn chương trình. Danh ca ơi, cô cũng là một fan của con đó. Dạ. Tính cứng á. Con cảm ơn cô. Hồi nãy nói chuyện với con thì nghe nói rằng con quê Cần Thơ đúng không? Dạ đúng rồi, con quê Cần Thơ. Cải lương nó đã thấm nhuần và nuôi con lớn đến ngày hôm nay. Cô xin phép tặng ba mẹ con hai câu hò Cần Thơ nha. Trời, chúc ba mẹ con hạnh phúc chết. Con cảm ơn cô. Oh,
chương trình, cảm ơn cô. Thay người Cần Thơ gửi lại cảm ơn đến tất cả mọi người, và cảm thấy trong cái giây phút vừa rồi cảm thấy rất là hãnh diện vì mình là người Cần Thơ. Và cũng khoe với Danh Ca là ở ngoài vòng tuyển chọn thì có một thí sinh của chúng ta là thí sinh Biện Thị Kim Thuy cũng đã làm mới bản Qua Cầu Rước Em. Anh bắt cây ghế để ngóng trông em về, qua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưa. Bởi một phần thi rất là ấn tượng của bạn thì không biết là Danh Ca đã xem qua phần trình diễn đó chưa và cảm xúc của bạn như thế nào ạ? Thực ra là cái tên này rất là quen. Hình như là chính xác là Danh Ca đã gặp Biện Thuy ở một cái chương trình. Và lúc đó Biện Thuy có gặp Danh Ca. Và lúc đó tại vì Danh Ca làm nhạc nhưng mà người ta nghe nhạc nhưng người ta không biết Danh Ca. Thành ra Biện Thuy cũng không biết. Thì nói chút xíu, anh em ngồi nói chuyện với nhau chút xíu thì mới nhận ra thì ra là anh hát cái bài cái gì Anh Bắt Cái Ghế gì đó. Cái đó là em có sáng tác một bài, một cái câu giọng cổ về cái bài của anh. Thì lúc đó may mắn được nghe. Và bây giờ muốn nghe lại thì làm sao ta? Lúc đó hỏi Biện Thuy là bây giờ anh muốn nghe lại thì làm sao? Cái đó em đang sáng tác cho chương trình cải lương sắp tới, thì sau khi ra mắt xong anh sẽ được nghe lại. Và Danh Ca phải đợi đến tận hôm nay. Thực sự là quá tuyệt vời. Cảm thấy được cái bài hát của mình ở một phiên bản khác. Nói chung là sướng lắm. Cảm ơn Danh Ca đã xuất hiện tại Học viện Cải Lương hôm nay và mang đến cho chúng ta một món quà âm nhạc rất tuyệt vời. Chúc cho bạn sẽ thành công với những dự án âm nhạc sắp tới. Cảm ơn Danh Ca rất nhiều ạ. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ chính thức bước vào đêm trình diễn thứ hai tại vòng đào tạo của Học viện Cải Lương với trích đoạn Phủ Phàng của tác giả Trần Phi Hùng. Gì hết trơn à? Thôi dẹp dẹp dẹp. Ê, mà tôi già rồi đó. Bà làm nhanh quá tôi làm không có kịp. Bà nội nè. Trời ơi, mấy bà nội này thiệt chứ. Nó cũng dành. Ủa chị Bảy làm gì chị Bảy? Thì tao qua tao coi ngay sáng sớm mà tụi bay làm gì ngoài công viên mà. Thì tụi con đang quay clip mà. Mà làm như chị Bảy không biết vậy đó. Chị Bảy muốn biết đúng không? Chị Bảy về, chị Bảy hỏi con dâu của chị Bảy á. Con dâu của chị Bảy nha, chị Tri là idol top top đó. Chị có gần 500k follow, một con số rất là đáng tự hào đó nghe chị Bảy. Dạ, đúng rồi á. Trời ơi, con mê chị Tri dữ lắm luôn á. Con ước á là con luôn phấn đấu để mà được như chị vậy đó. À chị Bảy, mai mốt chị Bảy có thấy chị quay top top á, chị Bảy rủ qua chơi nha, để con quay chung với chị. Thôi 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 thôi, hai cái ông tướng này không chịu lo học hành, tối ngày gì mà idol rồi top top. Tụi bay á nhắm đổi mấy cái like mấy cái view đó thay cơm mà ăn được không? Cô ơi là cô, thời này view like đổi được tiền đó nha cô. Mày quay nhìn tao coi. Thời này được gọi là thời của live stream bán hàng, chỉ sau một phiên like kiếm được cả chục triệu là chuyện thường tình. Nó làm youtuber tháng kiếm vài trăm triệu là có thiệt đó gì. Nó như bụi bay thì nguyên cái xã hội này chắc bỏ hết công việc thường ngày luôn phải không? Ngồi ở nhà sách tạo nội dung cà kia. Đúng là hai con mẹ nhà quê quá xa, thiên hạ thất hết mà mấy bà cũng phải không? Ở đó ngồi nói chuyện năm trên, không chỉ lạc thế mà còn lạc hậu lạc thời. Bà không có biết cái gì hết á. Để tôi nói cho bà nghe, câu chuyện của bà Tân Dây Lóc á, nấu ăn siêu to khổng lồ, tháng kiếm vài trăm triệu, hay quay lang thang đi du lịch đó đây mà cũng trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng. À mà còn chưa kể ông Sang đây nè, nhân chứng vật chứng. Ông Sang ông lại đây, ông nói cho bà nghe giùm tôi, có phải là con dâu của ông cũng kiếm bổn tiền nhờ online không? Tôi nào có biết có hay. Nói thật lòng, tôi tự làm tự sống. Hồi trước giờ á, thấy con nhỏ nó cứ quay clip dựng clip, nhìn mà thấy thương. Thiệt á, tôi nhiều lúc cũng bực vậy lắm. Nhìn con dâu người ta biết lo dung dáng trong nhà vậy đó, mà vợ của thằng Thái á, nó không có phụ một tay gì hết. Nó cắm đầu cắm cổ làm mấy cái chuyện không đâu không mà. Nó quay từ trong ra ngoài, đánh răng rửa mặt cũng quay, tối ngủ quay clip chào fan. Thiệt á, bực bội lắm. Vậy mà bà để yên đó hả? Ê ê ê, tôi thấy bà cũng hiền thiệt luôn á. Chứ tôi mà có con dâu đó ha, là nó phải lo từ miếng cơm, từ manh áo, chứ tối ngày cắm đầu cắm cổ vô máy vi tính chắc là khó sống ở nhà tôi à. Con mẹ này thật là vô duyên, mỗi nhà một hoàn cảnh riêng, đừng có lấy cái này mà áp dụng cái kia. Mọi sự so
sánh đều khắp quyến quyến vận. Sao tất cả chỉ có tình thương là ở lại mà thôi, mà bớt giáo đều giải thích phân mua. Tôi cũng ngán ngẩm với bà ơi, thật tình cũng chẳng biết phải làm sao. Nghe mấy cái rốt để làm như có học thật, giảng đạo tùm lum nghe thấy phát rầu. Nhìn con dâu của bà chẳng ra gì, trời ơi thiệt là khó chịu à. Trời trời trời, phấn son lẹ lẹt trông như mấy con quỷ đứng đường. Bà học ở đâu ra mà nhiều lời hỗn xược, chuyện nhà mình tự lừa mà soi mói nhà người. Hèn chi trời đất bất lùng tình xấu ồn. Bà nói gì bà nói lại tôi nghe coi. Ê bà nói gì bà nói lại tôi nghe coi. Bà nói ai lùng tình xấu ồn hả? Tôi nói bà lùng tình xấu ồn đó. Trời ơi nó nói tao lùng tình xấu ồn. Má con quỷ này. Ê ê quýnh lộn kìa. Quýnh lộn kìa. Trời ơi bà nói. Trời ơi bà lộn luôn. Trời ơi. Hai con mẹ nhà không ảnh thỏ này đó. Không lai chuyên gì ở đây hết. Ơi thôi nhà tôi mình mới bà rảnh chứ. Mọi người ơi, mọi người thả cho mình 1.000 tim đi. Mình sẽ kích cô bên phải đánh cô bên trái nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người thả cho mình 2.000 tim. Mình sẽ kích cô bên trái đánh cô bên phải. Mỹ nhỏ, tăng mỹ nhỏ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hai cái ông nhỏ mà thả ra đâu. Trời ơi, người ta đánh nhau, người ta gây lộn. Có cái quỷ gì đâu mà tụi bay live stream. Trời ơi. Rồi bây giờ xóa không? Dạ xóa. Xóa nha, xóa cái tha nha. Dạ dạ. Vậy quỷ à. Trời ơi nhức quá trời nhức. Ai vậy? Dì Bảy, đưa điện thoại cho tụi con. Xóa. Dạ xóa. Dạ xóa. Nè. Bớt bớt lại. Tụi con đang lên mạng hết rồi. Lên. Quỷ chưa? Tao mét bà mét máu mày cho coi á. Tôi phải nói chứ cũng tại con dâu của anh chị á, mà tụi nhóc trong xóm này nó bài đặt bắt trước làm theo. Nào là streamer, nào là idol top top. Biết á, các chị đã vô tình hại cả một thế hệ mầm non trong xóm này. Cái tội đó nghe, khó mà dung tha. Cha nội này cực kỳ vô lý, vậy mà cũng dám nói. Cả cái xã hội này, ai cũng xài mạng xã hội. Rồi tự nhiên lôi con vợ thằng Thái vô đây rủa nguyền. Tôi thấy not fair. Trời ơi, đúng là con dâu hư là tại cha chồng mà. Cậu nói chẳng có sai, mấy clip bóng phốt trên mạng có đầy. Nào là bọn bán hàng kém chất lượng nè, đang rửa mặt giày áo lốt bị lộ. Những chuyện như vậy có gì hay ho, vậy mà cũng quay rồi bốt lên cho được. Thôi đừng mệt mỏi quá rồi, bà làm gì làm đi. Ông thấy không? Tụi nó đó, nhiều chuyện, lấy chuyện nhà của mình đó. Tôi nói giờ từ nay về sau mấy người đừng có mong mà hả tôi tới đây chơi với mấy người nữa. Trời ơi bão tắp mưa sơn. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay á, Tú Tri nấu món canh chua nè, với lại đậu hũ nhồi thịt. Trời ơi cái này á hả, Tri để đãi ba mẹ chồng của Tri. Trời chắc cha mẹ chồng thích lắm nè. Nè khoe với mọi người nghe ngon không? Đó. Trời ơi đồ ăn của chị Tri nấu ngon quá. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em. Ồ chị Tri ơi, hát bài Sao Trời Làm Gió đi ạ. À. Ok, chị tặng em luôn. Để chị coi. Ca nghe khúc điệp khúc nha. Nhắc lại. Rồi. Sao trời làm gió đây, con thuyền sang bên người ta. Dòng sông vắng người qua, duyên tình nay cách trở trăm bề. Đường Tri giờ chung lối với ai rồi anh khóc. Hả? Trời ơi, thôi hết hồn à. Tặng cái nón cho tôi tưởng cái gì. Tôi ngừng hát luôn. Cảm ơn nha chị Tri ơi. Ca một câu giọng cổ nữa đi. Em tặng cho chị vô chờ. Nói là phải giữ lời đó nha. Trời ơi ca cổ hả? Để lấy hơi coi. Rồi có rồi. Tặng cho mọi người nha. Vỗ tay. Quên đang live stream sao vỗ tay được. Điệp ơi mai anh lên chung thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chung quê xưa em dò dò.
cho kìa. Cảm ơn rất nhiều. Ủa chồng chị về rồi nè. Trời ơi hôm giờ nha, mọi người á cứ đồn đại làm chi không biết nữa, nói là vợ chồng người ta có biến rồi hả, sống không hạnh phúc. Đây nè, tôi cho mọi người coi nè, vợ chồng người ta hạnh phúc quá trời quá đất, đúng không chồng? Đó, đừng có đồn nữa nghe chưa. Chồng chào mọi người đi. À, chào mọi người. Thôi, anh nói chuyện với mọi người đi để em vô em nấu đồ ăn tiếp. Thôi hỏi khác á. Mọi người nói chuyện vui vẻ với chồng chi nha, bye bye. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có nhớ Thái không? Lâu rồi Thái không vào live stream của Chi ha. Hả? Anh Thái lâu rồi không thấy anh like. Làm trò gì đi anh? Làm trò hả? Biết rồi. Mọi người, bây giờ Thái sẽ làm ảo thuật cho mọi người xem ha. Mọi người hãy vào xem ảo thuật, chỉ có tờ giấy đăng tin, cho sẽ hiện lên dòng chữ chèn nguyên, bảo đảm sẽ làm tất cả mọi người phấn khởi vui tươi, thích thú lên liền. Nhưng trước khi tiếp tục trò đặc biệt, mọi người hãy vung tay tha tim, thả nhiều nhiều và sẽ đồng nghe các bạn, làm sao cho mọi người đều được xem. Chị, đưa cái chai đó cho anh. Mọi người đợi anh. Đợi chút nha. Đây, 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 trở lại liền. Bây giờ ha, tờ giấy này trắng tươi, mọi người đợi một chút xíu là hiểu là một dòng chữ liền ha. Rồi, đây, mọi người nha, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, la si bô. Đó. Thấy chưa, mọi người thả tim, xe, và lái cho Dương đi nha. Alo. Anh, ủa có chuyện gì gấp mà anh bỏ lại stream vậy? Chào mọi người. Xin lỗi mọi người nha, chắc là anh Thái đi rước ba mẹ chồng của Chi á. Anh Thái có hiếu lắm mọi người ơi. Quên nữa, cái bộ đồ mà Chi đang mặc nè, trời ơi, cái này là mẫu mới, Chi chỉ còn có 20 cái thôi. Mọi người nhanh tay nha, mua hôm nay á thì được tặng một. À, mua một tặng một. Còn nếu mà qua để ngày mai là không có còn hàng nữa. Mọi người ơi, nhanh tay lên nha mọi người. Đây nè, đầm Chi mặc nè, dán lên đẹp lắm. Đây, đây, đây. Để ra đây nè cho mọi người coi nha, ngắm cho kỹ mới được. Đó, mọi người yên tâm đi, chất giải bên Chi là khỏi nói rồi đúng không? Mua hàng bên Chi hoài cũng biết mà. Chị Chi xinh quá, trời cảm ơn em. Quỳnh Như, ôi chốt ba cái em, cảm ơn em nhiều nha. Chốt ba cái mà tặng ba cái nữa. Rồi, vậy là còn 16 cái bây giờ. Ôi lộn lộn, 14 cái không? Tôi tính lộn luôn rồi. Ôi, chốt nhanh tay nha. Rồi, rồi, cảm ơn em nha. Trời ơi, ồ đúng rồi, đầm này hả chị? Ủa, ê, ba mẹ chồng nói về em rồi đó. Đừng có ra đó mà chơi với cái nhóm đó nữa, quá là nhiều chuyện. Nè, sợ nói. Ba chồng của Chi nè. Ba, ba chào mọi người đi ba. Mọi người chào ba quá trời luôn kìa. Ba. Đây. Mẹ. Hello. Mẹ ơi. Mọi người thông cảm nha. Chắc ba mẹ của Tri đi đường nắng quá nên hơi mệt với bị choáng. Thôi cũng trưa rồi, gia đình của Chi ăn cơm nha. Hẹn mọi người vào phiên live sau. Gặp mọi người sau nha, bye bye. Rồi làm xong không có chịu dẹp dọn gì đâu, để như vậy mà. Dạ. Để con dẹp, con dọn liền. Dạ, ba mẹ ăn cơm, con dọn xong hết rồi. À mẹ, khoan khoan, mẹ đợi con chút nha. Để con chụp cái bàn ăn lại. Tại vì con đăng cái này lên là bảo đảm ngày mai hả, người ta order con, người ta kêu con là làm cái món này bán ở trên mạng luôn đó mẹ. Được cũng bộn tiền nữa đó mẹ. Mày con dừng rồi được không Chi? Dạ. Sao con cứ chụp chụp hoài vậy, ba mẹ ngồi đây nè. Ba mẹ con... trước giờ á
thì cũng chẳng có ý kiến ý cò. Nhưng mà trong ngàn cái thứ nghề sao muốn lại chọn cái nghề gì mà sống ảo vô duyên, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng bày ra cho thiên hạ ngắm nhìn, cả làng xóm cười chê. Không biết là con không biết hay là con giả bộ không biết nữa. Ba mẹ thật sự là rất là mắc cỡ, mà muốn thương con, muốn binh con á, cũng không có lời lẽ nào để binh hết trơn á. Ôi, dạ, ba mẹ, con có làm gì mà khiến cho ba mẹ chẳng được vui? Ba ơi, xin ba hãy nói rõ ràng để giúp con hiểu thêm một chút. Nhìn ba mẹ buồn con làm sao có thể vui? Con chấm dứt cái nghề này được không? Cái nghề gì mà xóm làng ai cũng dễ khinh. Lúc đầu ba mẹ cũng đã ủng hộ con, nhưng càng ngày các con càng lạ kỳ. Cuối cùng ba mẹ thấy nó chẳng ra gì. Mẹ với ba bị xúi dục bởi người ta, chính mấy bà hàng xóm nhiều chuyện này, nói gần nói xa, nói điều gian dối. Mình sống đời mình sao để họ giật dây. Con thấy công việc này rất ok, giúp con có nhiều bạn bè từ phương xa. Nhờ có internet mà từ xa lạ nhau, trên hành tinh này ngày càng thêm gần. Ba mẹ thương mà hiểu đúng giùm con. Con thiệt là cứng đầu, nói không có nghe. Nè, live stream live ơi, rồi ba cái đồ dụng cụ để lên bàn ăn nè, chắc là trả con về nó sản xuất thôi. Dạ mẹ, không có được. Mẹ, dạ mẹ ơi, con có làm gì cho mẹ giận mà mẹ lại muốn đuổi con đi? Mẹ, hôm nay sao con thấy ba mẹ kỳ quá vậy? Biết anh Thái em đi đâu mà giờ này chưa về nữa. Ba mẹ bớt giận. Ba mẹ ơi, đây là công việc mà con yêu thích thật lòng. Mỗi câu chuyện, mỗi clip của con đều mang lại thông điệp tuyệt vời, năng lượng tích cực luôn tràn ngập trong con. Ba mẹ và anh Thái cũng đã từng nhiệt tình ủng hộ con, sao hôm nay lại muốn con phải ngừng? Anh Thái, anh đi đâu mà em gọi anh hoài anh không trả lời? Trong lúc em một mình lạc lòng bơ vơ. Dạ. Ủa? Ây da. Dạ bác. Melody, con lâu quá không thấy đi qua thăm hai bác. Bữa nay qua ăn cơm mà cái chân con sao vậy? Dạ. Chân sao vậy? Melody tập yoga bị chợt chân nên con lật đật đi đón Melody về đây cho bà với má thì chăm sóc đó. Trời ơi, cái chân con á bỗng gần có tí xíu à, mà anh Thái cứ bắt con phải đi bệnh viện cho bằng được vậy đó. Tú Tri đừng có giận nghe, tại ngoài anh Thái ra tôi không có biết nhắn tin cho ai bây giờ hết. Tại cuộc đời của tôi chỉ có mỗi anh Thái á, là best friend thôi. Tính ra tụi tôi là tri kỷ hiếm có xưa nay luôn á. Còn nước đi con. Không có sao đâu. Tri lấy thêm chén đũa cho Melody đi con. Dạ con đang lấy nè. Bạn ở lại ăn cơm với gia đình của tôi luôn nha. Ôi, canh chua cá lóc, món khoái khẩu của hai đứa mình. Hơi thấy món này cái em nhớ kỷ niệm ngày xưa ghê luôn á. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa. Nè, tại ngày xưa không biết gì á, ngày thơ đến tội nghiệp, chứ còn bây giờ hả, dễ gì. Coi kìa, tính ra anh Thái bạo dạn tuyệt vời luôn. Trước mặt vợ mà thả thính lung tung. Tụi tôi thân với nhau lắm, mà nếu tôi có ý gì á là bây giờ không tới lượt cô đâu. Dạ con nói gì phải không bác? Phải chứ con. Hồi đó tốt nghiệp cấp 3 xong mà phải thằng Thái nó thưa chuyện sớm á, là bác mang cầu cao qua cưới con rồi. Người ta nói ai có phước lắm á mới cưới được Melody làm vợ rồi, được làm con dâu nữa. Mà bây giờ cô ấy là giáo viên dạy yoga, du học từ Ấn Độ về, bằng xuất sắc, lương hàng tháng hơn 1.000 đô, nghĩ còn có mắt nhiều mù. Phải chi mà lấy được cô ấy bây giờ còn là đại gia rồi.
làm cái trò gì vậy? Hả? Cô dằn mặt ai đó? Má. Má. Có chuyện gì á thì từ từ nói. Trước mặt người lớn mà thái độ vậy đúng là thiếu sự tế nhị. Chỉ có thể làm mấy cái việc như vậy thôi. Bà. Ba mẹ, hồi nãy giờ con có làm gì đâu mà sao ba mẹ cứ cứ chê bai cái nghề làm sáng tạo nội dung của con hoài vậy? Chị. Làm gì mà dám cầu trai đôi với ba mẹ vậy hả? Ai chèm cái thổ đó? Tú Tri à, đừng có giận quá mà mất khôn, rồi sau này phải ân hận. Anh thấy là một chàng trai cực kỳ hiếu thảo với song thân. Cô im cái miệng đi, nhà tôi đã rối ren đủ chuyện, xin mời cô về lẽ cho. Melody là khách quý của chúng ta, cô lấy cái quyền gì mà đuổi khách đi? Phải không coi cá nhà này chẳng ra chi. Thiệt đó là cô làm tôi xấu hổ vô cùng. Chuyện cũng bị bà chẳng giống ai. Nếu so sánh nghề của hai người, cô ấy gấp ngàn lần hơn. Còn nghề của em bán nước miếng, tán gẫu cho đời thêm vui. Chỉ lụm bạc cát thôi cho mình là con người đặc biệt. Tôi nói ít, cô hiểu nhiều. Đã cam kết với nhau, cô không có bị xúc phạm ba mẹ của tôi, nghe chưa? Tôi thấy anh mới là người cần bình tĩnh lại. Anh tức tối nổi điên lên, mất bình tĩnh vì tôi lỡ đụng chạm đến người con gái anh tôn thờ lâu nay, nên anh đau lòng phải không? Cô. Ba mẹ cũng đã cố gắng học theo tân thời, cho con cái được quyền lựa chọn yêu đương. Nhưng bây giờ ba thấy mình có một cái quyết định sai lầm khi cho cái thằng con quý tử của mình cưới một đứa chẳng ra chi. Thôi mà bác, ba mẹ. Muốn cái gì nữa? Anh đừng có giả ngu nữa. Anh đừng có lấy ba mẹ ra đây mà lót đường. Tôi cái gì mà tôi? Bốn năm qua ai là người làm cực làm khổ để nuôi cái nhà này hả? Ai là người trả góp xe hơi? Ai là người trả tiền nhà? Tất cả mọi thứ là tôi live stream 20 tiếng mỗi ngày, quên ăn mất ngủ. Rồi có bao giờ anh hỏi tôi là hôm nay có mệt không, có cần anh giúp gì cho em không, hay là chỉ cách tìm cách giờ vét tiền của tôi để mua những món đồ xa xỉ đắt đỏ của anh, còn ba mẹ của anh nữa. Miếng đất ở dưới quê cầm cố đó, cũng nhờ tôi làm công việc đi nè, tôi kiếm tiền. Sau đó tôi chuộc lại, không rồi vô tay giang hồ rồi. Sao gia đình anh quên nhanh, quên sạch hết vậy? Trời đất quỷ thần ơi, cha mẹ nuôi con biển hồ lai lái, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thôi mà, giờ ba con kể phải không? Má, thôi mà bây giờ con tính gì nè. Ba má, thôi dẫn ba má đi qua sách nhà hàng ăn đi. Rồi một lát con chạy ra con đón ba má với. Vậy nha, đi đi. Để chị vợ con nói chuyện. Cái này là con kêu đó. Dạ dạ. Cái má không có đòi hỏi đâu nghe. Dạ. Từ từ con Melanie. Tú Tri, bình tĩnh lại. Giận quá mất khôn. Từ từ con ơi. Đi đi một lát con ra nghe má. Sao mày đi chơi? Sống được thì sống, giải thoát cho nhau đi. Nhìn người ta kìa, người ta vừa nhỏ nhẹ lại biết điều biết gì. Mày không biết cái gì hết trơn vậy? Hả? Biết cái gì?
Trước khi mày trách người thì mày nhìn lại bản thân của mày đi. Mày hơn gì ai mà mày lên mặt dạy đời tao. 4 năm qua cả nhà mày ăn bám tao, tao làm tất cả vì cái gia đình này. Mày còn đánh tao, mày chê bai cái nghề sáng tạo nội dung của tao, rồi mày còn dẫn dân tình của mày về đây nữa, như vậy là công bằng với tao chưa? Mày đi ra, mày làm cái gì vậy? Đứng lại đó. Công bằng không? Tao nói với bao nhiêu lần rồi, mày có cái đầu mà mày không biết suy nghĩ hết chứ? Mày đến cái đầu mày làm gì? Gắn bộ não trong đó mày sẽ biết suy nghĩ đi. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đi. Tao dạy thì mày không nghe. Bây giờ mày cãi. Rượu mời mày không uống, mày muốn uống rượu phạt hả? Được. Mày cũng buông lúc nào. Tao cho mày biết mặt tao này. Đi. Mày đi đâu đó? Đi. Mày đứng lại cho tao. Trời làm gió đẩy con thuyền sang bên người ta. Trả cái điện thoại cho tao. Không, tao không trả mày đâu gì tao. Ôi, tao trả mày đó. Đi vô dùng. Ủa, chị Tri. Ủa, chị Tri hả? Chị Tri, sao chị ngồi đây vậy? Tụi em đi kiếm chị cả buổi chiều luôn á. Mà chị ăn gì chưa? Em ngồi nha. Nhìn chị ấy mà tụi em không chịu nổi luôn á. Trời. Chỉ cần không gian yên tĩnh một mình, tụi em ra chỗ khác chơi đi. Những lúc bế tắc và đầy tâm trạng thế này, ngồi một mình ở bờ sông nữa, thế nào chị cũng bị ông thủy tề dụ dỗ đó. Hả? Ông thủy tề dụ dỗ là sao? Thì chị Tri buồn, ngồi một mình ở bờ sông. Thế nào cũng thành thiếu nữ trôi sông mà. Ui, sao nói gì? Bái chủ đi. Ai đừng có cắn tao. Em đi ra chỗ khác chơi giùm chị được không? Chị Tri. Chị Tri. Chị làm sao vậy chị Tri? Tụi em tính chọc chị cho chị vui thôi mà. Thiệt sự nhìn chị đau lòng, tụi em cũng có vui vẻ gì đâu. Biết nói làm sao cho chị hiểu tấm lòng của bọn fan tụi em. Mỗi ngày tụi em xem live xem clip của chị, được học dạng điều hay. Chị Tri biết không? Mỗi lúc có việc buồn, em luôn vào kênh của chị để tiếp thêm năng lượng yêu đời. Vậy mà giờ chị lại nhục chí, ngồi ủ ê như thế hả ông trời. Tụi em lo lắng vô cùng, lo chị. Chị là niềm tự hào của chúng em, là động lực tuyệt vời để tụi em phấn đấu cho mai sau. Cố làm sao cho kênh đạt đỉnh cao, đến cột mốc 500.000 follow, một con số tưởng dễ dàng nhưng cũng lắm gian nan. Tụi em biết chị đã hy sinh,
chị đã cố gắng thật nhiều để hoàn thành cho tròn hai công việc song song. Một bên là sáng tạo nội dung, cố gắng làm clip mỗi ngày. Một bên làm vợ làm dâu mỗi ngày, cho đẹp lòng vừa già người ta. Vậy mà người ta đâu có hiểu đâu, đem cái nghề mình ra mà mỉa mai chăm chọc rẻ khinh chế nhạo không à. Chiều nay nè, ba mẹ chồng chị và cô Mỹ Lệ gì đó thay nhau ra ngoài công viên nói xấu chị, nên tụi em mới biết chi tiết câu chuyện này đó. Mặt mũi em xèo, hai mắt đỏ lè, chị ơi đừng thèm than khóc. Ủa mà sao mặt chị bị đỏ lè chị Trí? Chị bị tấn công thiệt hả? Chị hãy ra tín hiệu SOS đi chị. Không có sao hết á. Chị nói cho em nghe nỗi lòng của chị đi. Em sẽ nhờ 500 em của em cứu nguy cho chị. Dạ. Thôi đi, chị có vui vẻ hạnh phúc gì đâu mà đưa lên mạng cho họ bàn tán chê cười. Hai em đừng quên mấy năm nay chị em chúng ta luôn truyền cảm hứng cho nhau làm những chuyện đúng đắn đàng hoàng, đem những chuyện yêu đời thương xót cảm thông truyền khắp thế gian. Không có người bất hung ác máu tàn, nên đừng vì phút giây nóng giận mà lại khiến cho những người thân của mình phải sống giả lo âu. Cảm ơn hai người bạn nhỏ đã đến kịp thời kịp lúc để chỉ còn nhận ra trong muôn trùng bao la thế giới ngoài kia cũng có người như hai em đây, hiểu chỉ và đồng cảm cùng nhau. Cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà chị đau lòng như vậy Em tức vì cả đời chị đã sống chết vì gia đình người ta. Chị gia đề hà cực khổ, sao cả nhà họ hành sự ác đức. Đẩy chị vào bước đường hôm nay. Chị sống thật đẹp với người ta, sau đời trả lại đau đớn thế này. Mỗi ngày chị lên lại tâm sự an ủi, kẻ khốn cùng người gặp cảnh không may. Hôm nay chỉ cho phép em được lau khô giọng nước mắt đang dâng tràn, nắm tay chị bước qua câu chuyện đau thương này. Ở trên không gian mạng kia em tin có thật nhiều người tốt bụng như tụi em nè, thương chị và cầu mong chị hạnh phúc bình an. Nhìn cánh tình của chị khiến cho em nhớ lại, từ nhỏ em phải chứng kiến cảnh ba mẹ em cứ nặng nhẹ nhau mỗi ngày. Đến một lần nhìn thấy mẹ em dùng lưỡi dao tử thần, trong thương hiểm nghèo
được ba hôm nay rồi. Ba tử vong, còn mẹ ở tù mang bản án chung thân. Chỉ một cái chớp mắt, em trở thành một đứa bé mồ côi. Mà ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện của riêng mình. Quan trọng á là mình bình tâm đứng dậy sau những tổn thương vấp váp. Có lẽ tụi em còn quá nhỏ để hiểu hết tình đời, nhưng mà em nghĩ rằng chỉ cần phải mạnh mẽ hơn. Dạ đúng rồi, phải mạnh mẽ như vậy nè. Mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn và quyết định của cuộc đời mình nghe chị. Ông trời ơi, những số phận người sao ai cũng nát dạ lòng đau. Cuộc đời con so với cuộc đời cô bé kia tính ra cũng may mắn hơn nhiều, vì có tuổi thơ trọn vẹn bên người thân. Mình còn cha mẹ, còn những người bạn và những khán giả thân yêu giống như hai cậu nhỏ đây. Tuy là không có ruột rà máu mủ, dạ, nhưng họ đã quan tâm và thật lòng an ủi. Đôi khi cứ ngỡ trong thế giới ảo chỉ còn điều giả dối điều hoa, nhưng thật ra nó còn có lắm điều hay ho là lắm và tích cực ở bên trong. Sau cùng mình cũng đã hiểu ra mọi quyết định đều do chúng ta chọn, tốt xấu tự chịu trách nhiệm nhớ thở than. Nhân quả mọi thứ đều khởi thủy nơi mình, tích cực hay tiêu cực có sẵn trong chúng ta. Nhờ dòng nước kia cuốn hết mỗi nỗi buồn, về lại với cội nguồn thiên nhiên. Quang hồn. Gì vậy? Ai gọi chị vậy? Ôi chồng yêu gọi kìa. Hey. À. Ủa lắm. Thôi để đó đi, để cho ai có duyên đó họ lấy họ xài. Trời ơi, bà chị này dễ thương quá. Ai nhìn trời trời trời, hai đứa này. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Đời người đôi khi hạnh phúc kia kèm thêm trái đắng, không nên đắng cay thì chúng ta xem thường, không từng gì ngon của trái ngọt lành. Không quý yêu giá trị tuyệt vời của chúng ta, thật là hạnh phúc khi chưa chán đầm tình chưa chán. Bình thường thôi nhưng biết đâu tìm, giờ con xin sám hối bao tội tình, cầu trời cho cuộc sống an bình và niềm tin hạnh phúc trong đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Phủ Phàng của tác giả Trần Phi Hùng, và xin được chúc mừng các bạn thí sinh vừa vượt qua thử thách một cách rất ấn tượng ạ. Và hơn ai hết, quý vị ban giám khảo của chúng ta chắc cũng sẽ có rất là nhiều điều muốn gửi gắm đến các học viên của Học viện Cải Lương của chúng ta sau một quá trình dài nỗ lực tập luyện, và ngày hôm nay đặc biệt là với thử thách nhóm và với rất là đông những người bạn cùng đồng hành với họ để mà cùng vượt qua thử thách với trích đoạn vừa rồi, thì không biết là viện trưởng nghệ sĩ nhân dân cô Ba Bạch Tuyết có điều gì muốn nhắn gửi đến các học viên của chúng ta ạ? Vậy các bạn muốn nghe thật hay là muốn nghe lịch sử? Nghe thật đi cô. Dạ nghe thật. Dạ tụi con đều muốn. Dạ con xin được mời cô Ba Bạch Tuyết ạ. Ngoại trừ Tú Tri còn thì hầu như tụi con sai chỗ hết. Hiếm có người nào mà nhớ cái chỗ mà mình đã tập. Cô không muốn gọi từ tên, cô không muốn làm cho tụi con đau lòng, nhưng mà như thế thì tập làm sao được và làm sao hát cải lương.
rồi tiếp theo nữa là nói Trật Văn Ngọc hết. Hôm nay cô nói thật, người trong nhà cô rất thất vọng, không biết là mấy con đặt tâm huyết như thế nào. Ngay khi mở đầu cô nói với tụi con, hôm nay muốn làm gì làm nha, tụi con được hoàn toàn tự do, để giải phóng cho tụi con khỏi cái nỗi lo sợ mình bị đã được dạy thế này, đã được dạy thế kia, đã được này nọ. Nhưng cơ bản của sân khấu, như đã nói với tụi con rồi, nó có những cái quy luật, nó có những cái quy tắc, ca phải trúng nhịp, văn học phải nói cho trúng. Thế mình xem thường tác giả, tim ốc của người ta, ý nghĩa cái văn học của người ta, mà mình cư xử với người ta như vậy thì tụi con hát cái lương cái gì? Nói đi. Tùng Dương khi livestream nó con quên cái nhân vật con mà con biểu like cho Dương. 1, 2, 3 Umala Sibu. Đó. Thấy chưa? Mọi người thả tim, xe và like cho Dương đi nha. Yeah. Cái đó là một cái lỗi mà người diễn viên không thể nào mắc phải khi mà con lên sân khấu. Tú Tri, con phải nhớ rằng những lúc mà mình la lớn trên sân khấu nó phải có kỹ thuật. Vừa khóc vừa nói thì cũng phải nói rõ, cả nhà mày ăn bám tao, thì khán giả mới có thể xúc động, xúc cảm với lại những cái nội dung con đưa tới. Cả hai đứa con đều bị cái đó. Mà Hùng Dương còn một cái lỗi nữa, còn rất buồn cười như trẻ con vậy. Ra sân khấu rồi mà đánh giả, con tát Tú Tri con có nhớ không? Ờ. Cô mời mày không uống, mày muốn uống đồ phạt hả? Được. Mày muốn uống phạt, tao cho mày biết mặt không? Mấy cái chuyện đó là cái sơ đẳng của một diễn viên. Nếu con không học cái kỹ thuật đó thì con có ca bằng trời đi nữa thì người ta cũng không mua vé coi con. Mà người ta mua vé coi con đó, người ta khinh con. Trời, thằng diễn viên làm giống như mình là gì á. Mình mua vé mình coi nó mà nó quýnh cái con nhỏ đó, nó lên sân khấu mà nó quýnh kiểu gì kỳ ta. Và con làm tổn thương cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và bây giờ đại diện thí sinh của chúng ta cũng sẽ có đôi lời muốn chia sẻ với bạn. Nào muốn nói cứ nói đi con, không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Trước hết con xin đại diện các bạn. Con nên nói cho con thôi, chứ con không tự nên nói mình đại diện con à. Là tại vì mỗi người sẽ có những cái vấn đề đó và người ta sẽ trình bày. Mấy cái con đồng ý không? Dạ, đồng ý. Cảm ơn. Con xin phép được nói là xin lỗi, bởi vì con cũng là một trong những bạn làm chưa tốt cái vai diễn của mình. Cũng như trong quá trình tập thì con có rất là nhiều yếu điểm, và mọi thứ con chỉ cố gắng được thay đổi một chút, nhưng mà có những cái vẫn làm chưa tốt. Ví dụ như là việc cô nhắc đến nhớ kỹ cái lời văn học trong văn bản thì con lại là người hay quên nhất. Và con mong là con sẽ cố gắng khắc phục nó, tôn trọng nghề nghiệp cũng như là tôn trọng cái lời văn của tác giả đã vắt óc suy nghĩ cho mình. Con mong là các cô chú sẽ nhận ở con một lời xin lỗi chân thành nhất. Cảm ơn con. Tiếp theo. Hôm nay con biết mình diễn không có đạt và con có quên thoại và con nói không có đúng. Vậy mà con quay rồi bớt lên cho được. Là idol. Ngày hôm qua con được phân lại cái đoạn hát Xuân Tình. Thì do tối về con lo con học nguyên cái đoạn đó, con không có ngủ đêm hôm. Sáng ngày vô con xin cách bỏ đoạn đó, tại vì con chưa có tự tin, cho nên có thể con bị phân tâm. Và thiệt sự là con rất xin lỗi mọi người đã làm cho một cái tiết mục nó làm trùng xuống. Trong bản Xuân Tình con ca mấy câu? Bản Xuân Tình đó phân lại thì con hát 8 câu. Dạ. Con đâu phải sửa hết 8 câu. Bản Xuân Tình là ban đầu là phân công cho Hồng Phi, nhưng mà Phi hát không được, cho nên là Phi có nói với thầy là xin chuyển qua, thành ra là phân lại cho con. Con biết cái thân con đã không xong rồi sao con còn chở của người ta. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Nếu con có sức, người ta đưa cho con gánh thì con dạ để tôi gánh giùm cho. Nhưng con còn tệ hơn nó mà sao con dám gánh của nó. Mà cô kia, tất cả những cái gì mà giao cho cô đều giao cho người khác. Cái không được con chuyển với người khác, nhưng khi nói ra là con ưa đại diện cho bao nhiêu con người khác. Vì sao mà con ẩu tả như vậy đối với cuộc đời con? Mọi thứ đều đưa cơm tới miệng cho tụi con, nhưng mà cái thoại của Trích Đoạn làm sao mà đưa cơm tới miệng được?
thế là bung thua tí quẳng lên hết. Có phải không? Phải hay không? Dạ phải. Bây giờ thoại của ai đó là người đó học đi, và học đúng thoại của mình thôi. Và nhớ là cái hôm mình tập đó, mình đi tới đâu, mình làm cái gì, mình nắm tay ai, mình té như thế nào, mọi thứ. Chỉ yêu cầu tụi con nắm tới đó thôi. Cảm ơn những chia sẻ của cô Ba Bạch Tuyết rất là nhiều. Và hy vọng rằng là với những lời chia sẻ rất là thẳng thắn và thật vừa rồi từ phía cô Ba Bạch Tuyết thì các bạn thí sinh cũng sẽ tiếp thu và tập trung hơn nữa trong những phần trình diễn của mình. Và Quái Kiệt Thanh Hằng thân mến là một người cũng theo sát các bạn thí sinh trong suốt quá trình mà từ vòng tuyển chọn cho đến quá trình tập luyện của các bạn thí sinh. Thì sau phần trình diễn ngày hôm nay, Quái Kiệt Thanh Hằng có những điều gì muốn nhắn nhủ đến các học viên của Học viện Cải Lương để mà các bạn có thể làm tốt hơn ở những vòng thi sau không ạ? Trong thời gian quá trình tập, cô cũng rất là lo. Có các bạn rất là yếu, cũng chưa từng tham gia một chương trình lần nào, và cũng có các bạn đã từng tham gia nhiều chương trình. Cho nên cô nghĩ rằng đây là mỗi một cái ý thức cá nhân mỗi một người. Các bạn thấy rằng trong thời gian mà mình tập được, coi như là tất cả ekip cũng còn lụm thụm, không có được chỉnh chu gì hết. Nhưng hôm nay tất cả toàn bộ đều đâu vào đó hết. Còn tại sao mình là một thí sinh thì mình phải có trách nhiệm của cá nhân riêng mình. Trong thời gian tập đã hướng dẫn và chỉ dẫn cho các con rất là nhiều, coi như là có thị phạm cho các con, lên diễn cho các con. Tại sao các con không có nắm? Thứ nhất là quan trọng là thuộc tuồng. Thứ hai nữa là các con phải có một cái sự sáng tạo riêng cho mình. Ví dụ cảnh đầu là các con đã diễn chung nha, bạn nào mà có lỡ mà quên hay gì, mình có thể lắp liếm qua, khán giả sẽ coi sẽ không thấy. Tại sao hôm nay chị Tú Tri lại làm được một mình mà đối diện cùng với lại một cái điện thoại thôi mà Tú Tri đã làm chủ hoàn toàn cái không gian đó, không bị nhàm chán? Tại sao chị Tú Tri làm được mà 8 người này có bạn thì làm được, có bạn thì giống như là không tự tin cho mình á. Cho nên là các con phải suy nghĩ lại, nhìn lại mình cảm thấy tự hổ thẹn cho bản thân mình. Nhân vật cái vai đó người ta đã giao cho mình, mình phải có trách nhiệm của cái nhân vật đó. Nên của mình mà mình quên nữa thì làm sao mình che cho cái người bạn diễn cùng với mình. Cho nên các con phải chú ý cái điều đó và cần phải học nhiều hơn nữa nha. Xin cảm ơn các con rất là nhiều. Cô nhắc thêm một chuyện, con người ta sống phải có lương tâm thì con người ta mới tiến bộ, con người ta mới tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ nghề nghiệp nào. Lương tâm là cái gì? Những người thầy ở đó ngồi đàn, chăm chút từng bài bản, để ý từng giọng ca, nhớ từng chỗ các con vô. Cái gì khiến cho người ta làm như vậy? Cái sân khấu này tụi con thấy sáng trong như thế. Đang khi mình làm việc, có những anh người ta đi lau cái sân khấu này, bởi vì người ta phải làm cho nó cực sạch để mọi thứ nó tròn trịa hết, để mấy đứa con có thể sáng bừng ở đây và sáng bừng với hàng triệu khán giả. Thế nhưng vì sao tụi con không nhớ cái đó? Vì sao chúng con không hết lòng để mà mình quyết liệt, mình cần trúng một cái thuộc tuồng như chị Hằng nói thôi. Mình cần nói cái văn học cho nó trúng, để mình đưa cái tâm huyết của tác giả đi tới với công chúng, để cho người ta trọng cải lương. Nhưng trước cô đòi hỏi cái lương tâm của mỗi đứa. Bây giờ tụi con kiếm ở đâu ra cái sân khấu như thế này để tụi con có thể tập và tụi con có thể xuất hiện một cách đàng hoàng? Nếu mấy đứa con không làm được chuyện đó, con phụ lòng các thầy nhạc sĩ, con phụ lòng các anh chị lau rửa sạch sẽ cái chỗ này, con phụ lòng các anh chị làm cảnh trí cho tụi con, một đôi đũa, một cái chén không có, ban tổ chức còn la người ta. Con phụ lòng từng cái khung hình, tới đây người ta sẽ dựng, người ta sẽ đưa cái nào mà đứa nào giỏi nhất, ai nói hay nhất, cái ơn nào tụi con trả lại cho cái cuộc đời này. Mà nếu như mấy đứa con không có cái đó thì tổ nghiệp nào mà phù hộ tụi con? Cô nói một cách rất sát sườn để cho mấy đứa con biết chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không nên làm. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo, và có lẽ các bạn thí sinh của chúng ta cũng rất muốn lắng nghe những chia sẻ đến từ cố vấn âm nhạc là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, để mà các bạn có thể rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn vai trò của mình ở những tiết mục sau ạ. Trước đây là các bạn thi 4 bài ca lẻ, thì nói thật là các bạn ca xong 4 phần thi tôi ngồi tôi chưa định thần được, tôi không ngờ các bạn sẽ ca được như thế. Thật sự ra 4 bài ca đó rất khó ca. Tôi đã muốn nói với chị Ba là chị ơi chắc đổi đi, chứ còn ca như thế này sợ mấy bạn thí sinh ca không kham nổi. Nó khó là vì không phải vọng cổ không, ngoài mấy bài lý còn mấy bài bản trong đó, mà các bạn nhớ là mỗi cái tốc độ một bài nó khác nhau.
mà tôi còn rất nhớ là cái hình ảnh mà chúng ta tập đó. Lúc tập thì không có lần nào suôn sẻ, nhưng khi mấy bạn mà hoàn thành xong phần thi 4 bài ca lẻ đó, tôi rất ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên là vì tôi không tin các bạn sẽ vượt qua được như thế. Nhưng mà thật sự các bạn làm 4 cái ca khúc đó rất tuyệt vời. Nhưng xin nói lại tới phần hôm nay thì nó lại hơi khác, khác về mặt chất lượng. Tôi nghĩ chắc không phải các bạn đâu, có rất nhiều bạn có một sự ngộ nhận rất lớn. Đi thi một cái giải nào đó được huy chương vàng, huy chương bạc, tưởng mình đã đạt thành một nghệ sĩ. Không, khi các bạn đi thi cầm một bài ca lẻ nó khác, và diễn một trích đoạn trên sân khấu thì nó sẽ lòi những cái yếu điểm của mình ra. Cho nên á, mình được giải nhiều 1, giải 2, giải 3 vàng bạc thì không cần biết, nó mới là bước khởi đầu. Từ cái đó tới khi các bạn trở thành một nghệ sĩ diễn viên cải lương trên sân khấu, nó còn một khoảng cách rất xa, còn một sự nỗ lực rất lớn của các bạn. Ở đây tất cả những ý kiến của tôi, ý kiến của ban giám khảo, cô Ba Bạch Tuyết, Thanh Hằng với Châu Thanh là hoàn toàn muốn giúp cho các bạn tốt lên, chứ không có một cái thái độ nào khác. Và tôi cũng xin nhắc các bạn, chúng ta ở chương trình này là chương trình học viện, chúng ta học để làm, chứ chưa phải là chúng ta tập một chương trình nào để quay xong một bài ca, một trích đoạn là xong. Tôi vẫn tin tưởng và vẫn lạc quan, chúc các bạn cố gắng thành công về sau. Dạ, con kính thưa ban giám khảo, thì thật sự là cái ngày hôm nay của con là nó, tại vì do cái giọng của con cho nên là không có được, không được tốt lắm, cho nên là con biết là cái vai diễn của con không có được thành công. Con cũng muốn khắc phục được lỗi của mình, và con cũng sẽ cố gắng hơn trong những các trích đoạn tiếp theo. Dạ, con xin lỗi ban giám khảo. Tiếp theo, con muốn xin lỗi nhất là xin lỗi đến ban giám khảo. Bởi vì hôm nay thì con đã cố gắng để mà mình học bài, để mà mình diễn. Nhưng khi mà diễn thì con chạy hơi nhanh, và con quên mất là đằng sau nó có một cái cục để dẫn lên cái mic. Thì con đang diễn thì cái cục nó rớt xuống. Và tiếp theo nữa là con diễn với anh Linh thì con diễn cũng rất là nhanh, nên là lúc đó con đã cầm không kịp cái điện thoại của mình và con đã làm rớt nó. Con có gì sai sót mong bỏ qua cho con, và con xin hứa con sẽ cố gắng hơn nữa. Trước hết thì chú phải nói là rất là hạnh phúc khi được làm việc với tất cả ekip của mình, và rất là yêu thương hình ảnh của tất cả các con đã dành cho bộ môn cải lương. Chú quý chỗ là tụi con mới bước chân vào nghề như một tờ giấy trắng, chỉ có chưa đầy 2 tháng thôi mà hôm nay tụi con đã được làm một diễn viên hết rồi. Cứ cứ nghĩ là tụi con là những người đã chuyên nghiệp không à. Dù hôm nay chúng ta được hoặc là không được những giải thưởng cao quý, nhưng mà đoạn đường tụi con đã đi qua, đã vượt qua hết 300 thí sinh, hôm nay chỉ còn lại có 17 thí sinh thôi, là một cái điều mà tụi con phải tự mừng. Những gì mà hôm nay tụi con đã được mà cô Ba chỉ dạy, hay là cô Thanh Hằng hoặc là chú góp ý cho tụi con, thì mong rằng tụi con sẽ có một cái hành trang nữa tiếp tục trên bước đường mà mình đến với cái lòng nỗi đam mê của mình là cải lương. Biết nói gì đây, dẫu có chia tay nhau rồi nhưng tình yêu đông đầy, chú vẫn yêu thương các cháu. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ và động viên của danh ca Châu Thanh, và hy vọng rằng là với tất cả những gì mà ban giám khảo vừa mới chia sẻ, các bạn thí sinh sẽ tiếp thu một cách nghiêm túc và sẽ tập trung thậm chí là 300-400% công lực của mình để mà không phụ lòng những sự chỉ dẫn cũng như là những tâm huyết mà cả ban giám khảo cùng với ekip của Học viện Cải Lương luôn dành cho tất cả các bạn. Và sứ giả văn hóa, ca sĩ Phương Mỹ Chi thân mến, bây giờ sẽ là thử thách dành cho Phương Mỹ Chi, vì Phương Mỹ Chi sẽ lựa chọn ra một vai diễn ấn tượng nhất đối với Phương Mỹ Chi. Xin mời Phương Mỹ Chi ạ. Đây, em có cầm món quà sẵn rồi đây. Trước khi em trao, em có thể nói vài câu được không ạ? Chắc chắn rồi. Dạ, thật sự ra thì em không có thể nào là người theo sát tất cả các anh chị trong suốt cái quá trình mà anh chị thi.
Thì khi mà ngồi ở dưới á, thì em có hỏi cô Thanh Hằng về tất cả các anh chị là có chuyên về cải lương hay không, hay là cái khởi đầu của mọi người như thế nào. Thì em cảm thấy rất là bất ngờ với một người. Người đó xuất phát không phải là chuyên hát cải lương, nhưng mà đến cái chặng hành trình này thì em ngồi đó thì em không có biết được cái điều đó. Có nghĩa là em ngồi thì em thấy người đó hát giống như là người chuyên cải lương vậy đó, hát rất là đúng nhịp. Mà cái nhịp này khi mà em tập hát em còn thấy rất là khó khăn. Và em xin trao cái này cho cái người đó. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Tú Chi đã nhận được chúc mừng chị nha. Giải thưởng diễn viên ấn tượng nhất với 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng Tú Chi. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng nhau tạo nên một cái tiết mục rất là hay. Chúc cho tất cả các anh chị sẽ có một cái chặng hành trình thật là rực rỡ, cũng như là được nhiều tình yêu thương của khán giả. Xin được cảm ơn sứ giả văn hóa Phương Mỹ Chi. Và Phương Mỹ Chi ơi, hãy nán lại sân khấu, vì ngay sau đây nhà tài trợ vàng thương hiệu dầu gội Fresh tóc khỏe mượt từ thiên nhiên sẽ có một phần quà cho sứ giả văn hóa Phương Mỹ Chi của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời nhà tài trợ vàng ạ. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn sứ giả văn hóa Phương Mỹ Chi đã dành thời gian đến với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương ngày hôm nay. Và thương chúc cho những dự án âm nhạc sắp tới của Phương Mỹ Chi sẽ thăng hoa và thành công hơn nữa. Cảm ơn Phương Mỹ Chi rất nhiều ạ. Em cảm ơn thầy Bè, cũng như là cảm ơn chương trình Học viện Cải Lương vì đã cho Phương Mỹ Chi đứng ở đây. Và chúc cho tất cả các cô chú, chúc cho các anh chị thí sinh sẽ có nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, đêm trình diễn thứ hai của vòng đào tạo Học viện Cải Lương xin được phép khép lại tại đây. Học viện Cải Lương được phát sóng vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Today TV và UTV, và phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Học viện Cải Lương do Thiên Lộc Entertainment and Media thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ vàng thương hiệu dầu gội Fresh tóc khỏe mượt từ thiên nhiên và nhà tài trợ bạc Dragon Capital, cùng đơn vị độc quyền phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc VN, xin được phép khép lại tại đây. Học viện Cải Lương, nơi tài năng kết cánh. Cái hơi dài mình phải đặt đúng chỗ thì nó mới đắt cái câu vọng cổ được. Mình học cho bộ môn mình, đôi khi mình cũng phải nhìn xem học từ cái bộ môn khác mà nằm trong nghệ thuật nữa. Nghệ thuật là phải mới, lạ mới hấp dẫn được người nghe và người xem. Được mẹ nhận làm coi cốt cá lại thì mong mẹ thương giùm đứa bé thơ coi cốt. Cốt à. Kỳ vậy, sao cái cuối cùng cái gì đâu mất tiêu hoài vậy? Hết khóc lại cười cho tôi trời.